Ngạo Kiếm 3D, tinh hoa kiếm hiệp thượng thừa, tải ngay trên App Store và Google Play. Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay chúng ta đến với phần 12 của bộ truyện Thánh Kiếm Đoạt Hồn. Chương 29, Đại Công Tử Giang Bồ Thanh. Nghe Giang Bồ Thanh hỏi, Giang Hàn Thanh nhìn sững hắn và cười lên ánh mắt. Chứ hôm nay không phải đại ca đã đến Thanh Lưng Tử sao? Giang Bồ Thanh kinh ngạc. Hiền đệ, sao em lại hỏi là như thế chứ? Em bảo hôm nay anh cũng đến Thanh Lưng Tử à? Chuyện thật là kỳ quái nhỉ. Hôm qua từ Trấn Giang trở về bị cảm gió, nên ngu huynh không ăn cơm được, chỉ có uống được một ít nước thuốc rồi trùm mền nằm cho đến bây giờ. Hiền đệ xem, xác thuốc vẫn còn để dở. Giang Bồ Thanh buồn nhìn chằm vào mặt Giang Hàn Thanh và à một tiếng thật dài. Thôi ngu huynh biết rồi, hay là bọn địch lại tái diễn những màn cũ? Phải chăng chúng lại giả dạng ngu huynh giết người nào ở Thanh Lưng Tử nữa chăng? Hừ, thật là quân độc ác, nhưng hiền đệ thấy tận mắt không? Giang Hàn Thanh nhìn vào mặt Giang Bồ Thanh không chớp mắt, chờ cho hắn nói dứt rồi mới trả lời chậm rãi. Chuyện này quả thật kỳ lạ quá nhỉ. Vừa rồi tiểu đệ có theo dõi một người, chỉ trước sau vài bước thôi, khi tiểu đệ vào đến hoa viên thì hắn đột nhập vào đây, nhưng chỉ thoáng qua là không thấy hình dạng hắn đâu cả. Giang Bồ Thanh tái mặt. Hiền đệ thấy kẻ địch đột nhập vào đây à? Hừ, đúng là tên gian trá, nhất định là hắn đã phát hiện ra hiền đệ nên mới định dùng kế kim thiền thoát xác để đào thoát đấy. Đại ca hãy yên lòng, tên địch ấy không thể thoát được đâu. Giang Bồ Thanh nhìn ra cửa sổ lắc đầu cười. Trời đã sáng rồi, có lý nào hắn lại dài dột ở lì nơi đây sao? Giang Hàn Thanh cười nhẹ. Hắn có giảo hoạt đến mức nào cũng không thể thoát khỏi tay của quản huynh đâu. Giang Bồ Thanh hỏi. Hiền đệ đã thông báo cho quản huynh biết việc này rồi à? Giang Hàn Thanh gật đầu. Quản huynh đã đến đây rồi. Giang Bồ Thanh như giật mình. Hắn đâu? Giang Hàn Thanh mỉm cười nói. Quản huynh có thể ra được rồi đấy. Từ dưới giường nằm của Giang Bồ Thanh bỗng có tiếng động và có một người thoáng ra thật nhanh, tổng quản Giang Nam Phủ quản Thiên Phát. Giang Bồ Thanh rúng động đứng phắt lên và bằng một động tác thật nhanh hắn ngưng tụ công lực nhắm ngay giữa ngực Giang Hàn Thanh tung ra một chưởng. Từ trong chiếc ghế bành, Giang Hàn Thanh vụt bắn bổng lên cao và chỉ thấy cánh tay hắn phất lên là Giang Bồ Thanh đã buông xuôi tay bất lực. Giang Hàn Thanh cười. Sao đại ca lại đi đánh em mình như thế? Không phản ứng kịp, Giang Bồ Thanh hoàn toàn bị khống chế huyệt đạo, hắn ủ rũ ngồi bệt xuống ghế cúi đầu im lặng. Giang Hàn Thanh quay qua nói với quản Thiên Phát. Quản huynh có cả mấy thứ ấy đấy chứ? Quản Thiên Phát cười. Tự nhiên, hắn đưa tay lên đỉnh màn lấy xuống một chiếc hộp gỗ, mở ra trong đó có một bộ quần áo màu đen, một chiếc khăn che mặt cũng đen và một lá cờ tam giác nhỏ. Đúng là y phục và hiệu kỳ của Hắc Kỳ lệnh chủ Ngũ Phượng Môn. Giang Hàn Thanh nhìn Giang Bồ Thanh bằng một tia mắt lạnh lùng. Có gì để đó nữa không? Giang Bồ Thanh mím miệng cắn răng, một lúc sau hắn ngẩng mặt lên nói bằng một giọng tha thiết. Hiền đệ thật tình ngu huynh có những điều khó xử trong lòng, bất đắc dĩ. Giang Hàn Thanh thất sắc. Ngươi! Quản Thiên Phát cười nhẹ. Chuyện đã đến mức này, lệnh chủ còn cố đóng kịch nữa sao? Giang Hàn Thanh nghiêm mặt nhìn Quản Thiên Phát. Quản huynh đệ tuy đã bước sai đường, nhưng chẳng lẽ Giang Bồ Thanh này là giả hay sao? Giang Hàn Thanh nhìn sững Giang Bồ Thanh, bất cứ mặt nào từ giọng nói tướng đi cho đến những cử chỉ thông thường cũng giống hệt anh mình không sai mảy may, nhất thời hắn bỗng đâm ra ngờ ngợ, ngập ngừng hỏi Quản Thiên Phát. Quản huynh, hắn là... Quản Thiên Phát mỉm cười. Nhị công tử lại còn tin rằng đây là Giang Đại Công Tử hay sao? Một mặt hắn nhìn thẳng vào mặt của Giang Bồ Thanh nói bằng giọng gay gắt. Thuật dì dung của lệnh chủ quả thật cao minh, luôn cả thanh âm cũng luyện không sai một chút nào, chỉ có điều hơi khắc nghiệt hơn Giang Đại Công Tử khá nhiều, cái đó có lẽ nếu có cơ hội sau này lệnh chủ nên sửa đổi cho đúng mức, nhưng vốn là cùng một nghề, chuyên môn dì dung với nhau, lệnh chủ qua mặt được ai thì được chứ, với quản Thiên Phát này thì khó đấy.
Vừa nói hắn vừa lấy trong mình lọ thuốc đổ vào chậu nước, dùng khăn thấm vào nước lại trà sát trên mặt Giang Bồ Thanh. Đôi mắt của Giang Bồ Thanh bắn ra những tia căm hận, nhưng huyệt đạo đã bị khống chế nên hắn đành phải xuôi tay. Một mặt dùng khăn lau, một mặt Quản Thiên Phát vừa cười vừa nói. Hôm ở trong ngôi cổ một thiếu chút nữa tôi cũng bị lệnh chủ qua mặt mất rồi, nhưng chính hành động khéo léo khi vào đến mộ của lệnh chủ làm cho tôi ngờ vực, giả như không có sự vắng mặt của lệnh chủ một lúc thì khi gặp Giang Đại Công Tử tôi không làm sao khám phá. Đó là chuyện sơ sót của lệnh chủ khi chủ quan rằng hành động của mình đã quá mức cao minh. Giang Hàn Thanh chố mắt. Quản huynh làm sao biết được ngay trong lúc đó? Quản Thiên Phát nói. Giang nhị công tử không nhớ sau khi dẫn chúng ta vào hang mộ, hắn bỏ đi lánh mặt chúng ta một lúc rồi mới hiện ra đưa mình đến phòng của cái người gọi là Giang Đại Công Tử đó hay sao? Giang Hàn Thanh hỏi. Thế sao lúc đó Quản huynh không cho tôi biết sớm? Quản Thiên Phát cười. Sở dĩ có biết là do trực giác của nghề nghiệp, chứ thực ra thì không có bằng chứng gì cả thì tôi làm sao dám nói với công tử những điều nhận xét ấy. Hắn quay qua cười nói với Giang Bồ Thanh. Cái sơ sót chính yếu của bằng hữu là vì muốn thật sống đúng vai trò mình đóng nên giọng nói đã luyện đến mức trở thành là giọng nói của chính mình, vì thế nên khi trở lại con người thật của Hắc Kỳ lệnh chủ thì hắn lại không thay đổi được giọng nói tự nhiên, hắn lại dùng luôn thanh âm của Giang Đại Công Tử. Vừa nói hắn vừa trả mạnh miếng khăn, nhưng da mặt của Giang Bồ Thanh vẫn không hề thay đổi, hắn cười khẩy. Khá lắm, dì Dung đến mức này thì quả thật cao minh, dì Dung mà còn đề phòng có người bỏ thuốc vào nước rửa mặt nên đã dùng chất thuốc ngăn chặn thì phải nói rằng không phải người nào cũng làm được. Giang Hàn Thanh cau mày. Quản huynh, chất thuốc dì Dung không tẩy được à? Quản Thiên Phát cười. Không có thứ gì dung nào mà không có thuốc tẩy, chỉ có điều vì hắn đã phòng bị nên hơi khó một chút thôi, phải cho thuốc ngấm vào một chút thì mới tẩy sạch được. Giang Hàn Thanh hỏi. Nhưng Quản huynh biết hắn là giả đã lâu rồi chứ? Quản Thiên Phát nói. Ban đầu khi trong ngôi cổ mộ thì huynh đệ đã nghi, nhưng thật sự thì chỉ nghi chứ không có bằng chứng nào xác thực cả, mãi cho đến mấy ngày trước đây, khi hắn bảo là đi Trấn Giang có chuyện, nhân có vị sư huynh của tôi mới đến ứng tiếp, tôi bèn nhờ người âm thầm theo dõi, thì quả thực hắn không đi Trấn Giang mà lại thẳng đến Mao Sơn, lúc bấy giờ huynh đệ mới chắc chắn và mới tạo cơ hội cho hắn lộ mặt ngày nay đấy. Giang Bồ Thanh ngậm miệng không thèm nói lời nào nữa cả. Giang Hàn Thanh tặc lưỡi thở dài. Quản Thiên Phát giật xé một vạt áo của Giang Bồ Thanh vo tròn lại rồi lật ngửa mặt hắn lên trà thật mạnh. Bây giờ thì chuyện thật đã xảy ra, da mặt của Giang Bồ Thanh quả nhiên biến đổi, tất cả những gì dùng để đắp lên gì dung đều bị chóc ra. Giang Hàn Thanh quắc mắt. Bây giờ thì sao, sự việc đã rành rành, ngươi còn có gì để nói? Hắc Kỳ lệnh chủ lạnh lùng. Dạ đúng đấy, nhưng rồi sao? Ngươi có chắc rằng mình đã thắng hay không chứ? Giang Hàn Thanh giận dữ. Ngươi mang đại ca của ta đi đâu? Hắc Kỳ lệnh chủ đáp. Tự nhiên là giam tại tổng đàn. Giang Hàn Thanh gằn lại. Tổng đàn của bọn ngươi ở đâu? Hắc Kỳ lệnh chủ nhướng mắt. Ngươi cho rằng ta sẽ nói đấy à? Quản Thiên Phát cười. Chuyện đó cũng không có gì gấp gáp lắm đâu, chúng ta đã bắt được ngươi tự nhiên coi như có vật để trao đổi đại công tử của chúng ta với ngũ phượng môn rồi. Hắc Kỳ lệnh chủ lạnh lùng. Sợ không dễ được như thế đâu. Quản Thiên Phát nhướng mắt. Lệnh chủ tin rằng chúng tôi không làm được à? Hắn cầm cây cờ tam giác lên, lật ngược cán cờ cười nói. Chúng tôi được vật này thì coi như đã giải quyết được nhiều chuyện hay ho. Thì ra cán cờ là một ấn triện, đúng là ấn triện của Hắc Kỳ lệnh chủ. Hắc Kỳ lệnh chủ tái mặt làm thinh. Thật hắn không ngờ bọn Quản Thiên Phát lại khám phá ra điều đó. Quản Thiên Phát cười nói tiếp. Chúng tôi không những có thể dùng ấn triện của lệnh chủ để liên lạc với tổng phân đàn mà tùy thời còn có thể giả làm Hắc Kỳ lệnh chủ đột nhập vào tổng đàn, sự cống hiến này của các hạ quả vô cùng trọng đại. Hắc Kỳ lệnh chủ thét lên một tiếng bật ngửa ra sau ghế. Giang Hàn Thanh đưa mắt nhìn kinh ngạc.
Từ trong khóe miệng của hắn ứa ra hai dòng máu tím bầm. Quản Thiên Phát lắc đầu. Một thứ thuốc cực độc. Giang Hàn Thanh thở ra. Rất tiếc là chúng ta lại không phát giác ra kịp điều đó. Quản Thiên Phát nói. Hắn chết cũng không sao, lưu hắn còn sống thì chúng ta cũng rất nhiều phiền phức về vấn đề canh giữ. Giang Hàn Thanh hỏi. Bây giờ chúng ta phải tính sao? Quản Thiên Phát nói. Bây giờ thì chuyện cũng đơn giản lắm rồi, từ nay về sau nhị công tử có thể có ba cách hóa thân, bình thời thì là Giang Nam Đại công tử Giang Bồ Thanh, một khi Ngũ Phượng Môn có chuyện thì lại là Hắc Kỳ lệnh chủ, và nếu quả có vấn đề quan trọng nào khác thì cứ việc trong bộ mặt Hàn Thiếu Sơn, ba con người ấy tùy thời mà thay đổi. Giang Hàn Thanh cau mặt. Nhưng còn chuyện đại ca tôi bị chúng giam ở Tổng Phân Đàn thì quản huynh thấy phải giải quyết ra sao? Quản Thiên Phát nói, đại công tử đã bị chúng đưa đến Tổng Phân Đàn thì nhất định chúng chưa dám làm hại đến tính mạng đâu, bây giờ nhị công tử có cái lợi về thân phận của Hắc Kỳ lệnh chủ thì rất có thể có nhiều cơ hội để giải thoát cho đại công tử. Ngẩng mặt nhìn trời, Quản Thiên Phát nói tiếp, trời đã sáng rồi, xin nhị công tử hãy dì dung đi. Vừa nói hắn vừa lấy dụng cụ ra dì dung cho Giang Hàn Thanh. Tự nhiên dì dung ra Giang Bồ Thanh là một chuyện rất dễ dàng, vì em thay làm anh thì vấn đề không còn là rắc rối. Quản Thiên Phát làm việc rất kỹ lưỡng, hắn biết rằng những nhân vật của Ngũ Phượng Môn rất tinh về thuật dì dung, cho nên khi làm xong hắn còn phải ngắm đi ngắm lại nhiều lần, cuối cùng hắn cười nói. Tốt lắm, bây giờ thì nhị công tử có thể đi ngủ vì suốt đêm nay chưa hề chợp mắt. Hắn thu tất cả những thứ cần dùng của Hắc Kỳ lệnh chủ cho vào chiếc dương nhỏ bỏ trên nóc màn rồi xốc lấy chiếc thây của Hắc Kỳ lệnh chủ đi thẳng ra ngoài. Giang Hàn Thanh còn lại một mình, nhớ tới chuyện ước hẹn với Tam Cung chủ của Ngũ Phượng Môn, nghĩ tới võ công của người này, hắn cảm thấy cuộc hội ngộ hôm nay nhất định phải là một trường ác đấu, hắn lo lắng ngồi lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Mãi tới trưa, Giang Hàn Thanh mới mở cửa bước ra ngoài, bọn thị nữ đứng hầu lật đật cúi đầu lên tiếng. Đại công tử đã thức dậy, vừa rồi Đỗ Tổng Quản có đến nhưng vì đại công tử hãy còn nghỉ nên người đã quay ra. Thiếu chút nữa Giang Hàn Thanh quên mất vai trò hiện tại của mình, hắn hơi ngạc nhiên khi nghe tên tỷ nữ gọi ba tiếng, đại công tử. Khi nhớ ra hắn lật đật hỏi. Đỗ Tổng Quản có dặn gì không? Tên tỷ nữ lắc đầu. Không ạ, ông ta chỉ ghé vào cửa phòng thấy đại công tử còn nghỉ là đi ngay. Cô nữ tỷ Tiểu Linh thấy chủ nhân ra hiệu lật đật lui ra mang nước rửa mặt vào. Vừa rửa mặt xong là nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ bên ngoài và cô nữ tỷ Tiểu Linh lên tiếng. Đỗ Tổng Quản, đại công tử đã dậy rồi. Quản Thiên Phát bước vào vòng tay. Đại công tử khỏe không ạ? Giang Hàn Thanh nói, hôm rồi vì bận chuyện quá nhiều nên hôm nay dậy trễ, trong mình bây giờ có lẽ cũng đã bình thường, uống xong chén thuốc là thấy trong mình khỏe hẳn. Không hiểu Tổng Quản có chuyện chi cần chăng? Quản Thiên Phát quay lại nói với Tiểu Linh, cô trở xuống căn dặn chủ phòng khi cơm xong thì dọn thẳng lên thư phòng, tôi và Đại Công Tử sẽ đến nói chuyện luôn, nếu không có gọi thì không cho ai vào nhé. Tiểu Linh ứng tiếng lui ra. Quản Thiên Phát thấp giọng. Người nữ tỷ này lai lịch bất minh, rất có nhiều điểm khả nghi. Giang Hàn Thanh hỏi. Quản huynh có phát hiện được gì không? Quản Thiên Phát nói. Cứ theo huynh đệ biết thì cô nữ tỷ này đến đây sau khi nhị công tử rời khỏi nhà này, trong danh sách gia nhân chỉ ghi là người ở Kim Lăng chứ không có địa chỉ hẳn hỏi, nhưng theo chỗ huynh đệ thấy thì những chuyện này đều do Hồ Tuấn Tài quán xuyến, như thế rất có thể cô ta là người của Ngũ Phượng Môn. Giang Hàn Thanh nói, thật không ngờ trong nhà mình lại là chỗ ẩn náu của địch nhân. Quản Thiên Phát cười, sợ rằng không chỉ một người ấy thôi đâu. Giang Hàn Thanh giật mình. Quản huynh thấy còn ai nữa? Quản Thiên Phát nói. Có lẽ còn hai người nữa, nhưng người này ở đây bây giờ chỉ có lợi chứ không có hại gì cả, vì thế cho nên chúng ta không nên làm kinh động. Hắn lấy trong tay áo ra một cuộn giấy nhỏ và nói. Vừa tiếp được chỉ thị của Tổng Phân Đàn bảo đại công tử lập tức tới Hà Bắc để tiếp viện Thanh Kỳ lệnh chủ.
Giang Hàn Thanh giật mình. Chỉ thị của Giang Nam tổng phân đàn. Quản Thiên Phát cười. Chứ còn tổng phân đàn nào nữa? Giang Hàn Thanh hỏi. Làm sao quản huynh lại bắt được tin của chúng? Quản Thiên Phát cười. Kẻ hữu tình dình người vô ý, thật ra thì không phải chúng sơ hở đến mức gọi là vô ý, nhưng vì chúng không ngờ mình đã khám phá ra nên chủ quan làm cho từ bấy lâu nay bị lộ mà không hề hay biết. Giang Hàn Thanh mở giấy ra xem và khẽ cau mày. Cứ theo chỉ lệnh này thì tôi phải đi ngay, nhưng canh ba đêm nay thì tôi lại có hẹn với Tam Cung Chủ, làm sao tôi có thể đi được? Quản Thiên Phát nói. Khi bắt được chỉ lệnh này thì tôi có ngay một ý nghĩ nên đến đây cùng nhị công tử thảo luận. Giang Hàn Thanh hỏi. Vậy theo ý kiến của Quản Huynh thì sao? Quản Thiên Phát ghé tai nói nhỏ với Giang Hàn Thanh một lúc khá lâu, Giang Hàn Thanh gật đầu lia lịa. Tâm kế của Quản Huynh thật là tuyệt diệu, chỉ có điều tôi đã đi mà Quản Huynh cũng không có ở đây thì nơi này. Quản Thiên Phát nói nhanh. Chuyện ấy xin nhị công tử yên lòng, tôi và nhị sư huynh của tôi đã bàn tính kỹ rồi, trong thời gian này nơi Kim Lăng Thành của chúng ta nhất định không phát sinh đại sự đâu. Ngay lúc ấy thì có tiếng của Tiểu Linh ở phía bên ngoài. Xin thỉnh đại công tử và Đỗ Tổng Quản dùng bữa. Giang Hàn Thanh nói lớn. Đỗ huynh, chúng ta hãy dùng cơm rồi hãy nói chuyện. Hai người cùng bước qua thư phòng, nơi đây đã bày xong bàn ăn, vừa bước ngồi xuống là Tiểu Linh đã mang bầu rượu ra châm đầy hai chén. Quản Thiên Phát khoát tay. Không cần rượu, Trấn Viễn Tiêu Cục có chuyện rắc rối, sau bữa ăn là đại công tử phải lên đường ngay, ta cũng có chuyện cần gấp nên hãy dọn rượu đi. Tiểu Linh vâng dạ cất bầu rượu rồi mang cơm cho hai người. Giang Hàn Thanh cố ý cau mày. Không biết nhị hiền đệ sao lâu quá không thấy trở về, không biết đã lọt vào tay của bọn Lưu Hương Cốc hay là gặp phải chuyện chi rắc rối, Đỗ Tổng Quản có lẽ nên phái mấy người theo dõi thử xem. Hai người nói chuyện như không để ý tới Tiểu Linh nhưng kỳ thực không một cử chỉ nào của cô ta bị bỏ sót, chính khi nghe Giang Hàn Thanh nói mấy câu ấy thì cô ta thay đổi ngay nét mặt. Sự thay đổi của cô ta đều lọt vào mắt của Giang Hàn Thanh và Quản Thiên Phát. Quản Thiên Phát nói, ngay bây giờ thì chỉ âm thầm theo dõi, bởi vì nếu dùng đến đông người thì sẽ dẫn sự chú ý của đối phương, và lại cũng phải đợi đại công tử đi Trấn Giang về rồi mới định đoạt được mọi chuyện. Giang Hàn Thanh gật đầu. Như thế cũng được. Sau bữa cơm, Giang Hàn Thanh lấy tư cách của đại công tử bổ nhiệm Tào Vĩnh Thái, người nhị sư huynh của Quản Thiên Phát là phó tổng quản Giang Phủ, nhưng để tránh đối phương điều tra lý lịch nên cải lại là Tiền Vĩnh Thái. Tiếp theo lại sai Giang Thành chuẩn bị yên cương, một mình lên ngựa ra đi. Trong Giang Phủ ai cũng biết đại công tử đi Trấn Giang cho nên không một ai chú ý. Giang Hàn Thanh đi rồi, Quản Thiên Phát giao tất cả sự vụ trong Giang Phủ lại cho Tiền Vĩnh Thái rồi cũng hối hả ra đi. Chuyện ra đi của Quản Thiên Phát tương đối bí mật hơn, chỉ có một số ít người trong Giang Phủ biết vì Giang Nhị Công Tử đã lọt vào tay địch nhân nên vị Đỗ Tổng Quản phải thân hành điều tra âm thầm theo dõi. Nhưng cái tin ấy chỉ trong khoảnh khắc tất cả những người trong Giang Phủ đều biết hết, đó là do Quản Thiên Phát cố ý làm cho vấn đề bị lộ ra. Trong lốt Hàn Thiếu Sơn, Giang Hàn Thanh âm thầm trở lại Thịnh Ký khách sạn. Quản Thiên Phát tìm nơi vắng vẻ cải trang nhắm thẳng hướng Thanh Lương Tử mà đi thật nhanh. Sao 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 sao? Yến Tử Cơ là một gành đá treo leo hiểm trở dựa trên bờ Trường Giang, một nơi hiểm trở có tiếng trong vùng. Khu vực của gành đá khá rộng lớn, nhưng những chót đá nhô lên trông thật là quái dị, chỗ cao chỗ thấp nhưng nơi nào cũng giống như những cánh chim én vươn lên. Trung tâm gành đá có một ngôi nhà mái, nói là nhà mái chứ thật sự không có du khách nào dám đến đó dạo chơi, vì địa thế quá u tịch và quá là hiểm trở. Gần phía ngoài sông, những gành đá dơ ra đón những cơn sóng bạc đầu, người ta có cảm giác rằng bất cứ ai khi ra đến nơi đó đều là những người đi tự tử. Thiên nhiên hùng vĩ, có thể gọi Yến Tử Cơ là thắng cảnh, nhưng thắng cảnh là để truyền tụng chứ không có du khách bao giờ. Tiếng sóng ầm ầm không ngớt, đứng dọc từ xa người ta thấy nơi đây như những cây thác trắng xóa quanh năm.
Xa xa những cánh buồm thấp thoáng linh đình, hình như chưa có một con thuyền nào dám cả gan bén mảng vào gành đá Yến Tử Cơ, vì nơi đây dòng nước xoáy hút vào những mỏm đá hình cánh én nhô ra trông tuy đẹp mắt nhưng cũng là nơi hứa hẹn nhiều chết chóc. Bây giờ đúng vào lúc mùa trăng thanh tịnh, ánh trăng vàng vặc tỏa ánh vàng bạc khắp nơi, nhìn ra dòng sông sóng bạc đầu nhấp nhô y như mái tóc sập xóa của tử thần phấp phới trên những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Trên gành đá ngôi nhà mái sừng sững im lìm. Bên trong nơi dãy lan can có một người đang đứng tựa, chống tay lên cầm nhìn ra cửa bể, tư thái thong dong đúng như một con người mang mảnh hồn thơ trước cảnh hùng vĩ của sông nước Trường Giang. Gió bể về đêm rú lên từng chập. Trên chiếc ghế đá trong ngôi nhà thủy tạ, một thanh trường kiếm vỏ ngoài da cá điểm xuyết minh châu. Dưới ánh trăng mờ nhạt rọi vào gương mặt của con người ấy, bộ mặt người người sáng chói, chỉ bằng vào bộ mặt ấy thôi, bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngay đó là Tam Cung Chủ, Ngũ Phượng Môn. Bộ mặt nạ bằng đồng tự nhiên là bộ mặt chỉ lộ vẻ khủng bố chứ không thể biểu lộ tình người, nhưng đôi mắt long lanh chiếu thẳng xuống dòng sông lại vô cùng tương phản. Đôi mắt vời vời ấy hình như nói lên không biết bao nhiêu nhu tình như dòng nước trong xanh ẩn ức như ánh trăng bàng bạc. Bộ mặt và đôi mắt trong một con người có hai thái cực khác nhau một trời một vực, không ai có thể đoán ra hành động và tâm tư. Ngoài sân ngôi nhà thủy tả, hai người tỷ nữ đeo kiếm đứng xuôi tay nghiêm chỉnh, hình như họ không dám kinh động chủ nhân. Ngay trong lúc ấy, từ xa xa một bóng người lướt nhanh theo ngược dòng sông nhưng chỉ trong thoáng mắt đã đến trước ngôi nhà thủy tả. Con người ấy là một thanh niên mi thanh mục tú. Hắn mặc bộ áo màu xanh, dưới ánh trăng đêm càng làm nổi bật vẻ thanh tao gần như thoát tục. Hắn là người ước hẹn, hắn là gã thanh niên mang tên Hàn Thiếu Sơn. Hắn là con người mà đã gây ra nhiều tức tối cho vị Tam Cung Chủ Ngũ Phượng Môn. Tam Cung Chủ quay phát lại lạnh lùng. Các hạ đã đến khá là đúng hẹn. Hàn Thiếu Sơn cười. Để Tam Cung Chủ đợi lâu, tài hạ thật vô cùng thất lễ. Tam Cung Chủ nói, cũng không trễ lắm đâu, hãy còn chưa tới canh ba. Giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng rất trong và rất nhẹ mường tượng như đang nói chuyện với một thuộc hạ thân tín chứ không giống như đối diện với địch nhân. Hàn Thiếu Sơn vụt cười. Có phải vì sợ tài hạ đào tẩu, cho nên Tam Cung Chủ cho hai vị cô nương cải trang canh phòng đấy chứ? Tuy bị chiếc mặt nạ đồng che khuất nên không trông thấy rõ sự thay đổi trên sắc diện, nhưng quả thật Tam Cung Chủ đã giật mình vì nghe báo cáo Hàn Thiếu Sơn có mặt tại khách sạn Thanh Ký nên đã ra lệnh cho hai tỷ nữ giả dạng chú khách theo dõi sát bên phòng của hắn, thế mà làm sao hắn lại biết một cách rõ ràng. Nhưng ngoài miệng, vị Tam Cung Chủ vẫn lạnh băng băng. Đúng, đó là sự đề phòng tất nhiên, vì nếu quá canh ba mà các hạ không giữ đúng lời hứa về phía ước hồ thì họ có toàn quyền xử tử. Hàn Thiếu Sơn cười nhẹ. Tam Cung Chủ quả thật lợi hại. Một vấn đề thoáng lướt qua trong cảm giác làm cho Tam Cung Chủ giật mình. Hàn Thiếu Sơn đã đến đây rồi, thế sao hai tên tỷ nữ được phái đi giám thì lại không thấy trở về phục lệnh? Tam Cung Chủ quắc mắt. Các hạ đã làm gì họ rồi? Hàn Thiếu Sơn cười. Tài hạ thấy hai cô nương ấy dám thì quá cực nhọc, nên tài hạ đã mời quá bộ đến chỗ nghỉ ngơi. Tam Cung Chủ càng giận mình hơn nữa, hai cô gái phái đi vốn không phải là hạng tầm thường, nhưng bằng vào lời lẽ của Hàn Thiếu Sơn thì nhất định họ đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Người tổng phân đàn chủ Ngũ Phượng Môn hừ hừ trong miệng lạnh lùng. Hàn Thiếu Sơn nói tiếp. Chẳng hay Tam Cung Chủ ước hồi tài hạ đến đây có điều chi chỉ giáo. Tam Cung Chủ gằn hỏi. Các hạ không có mang kiếm theo mình à? Hàn Thiếu Sơn cười. Là một kẻ chuyên xem sách nhưng cũng chẳng đến đâu, nhất là võ học thì lại quá vô biên, nên không bao giờ mang kiếm. Tam Cung Chủ trầm giọng. Hừ, các hạ quả là người cuồng ngạo. Hàn Thiếu Sơn cười. Vâng, cũng có thể là như thế, nhưng nếu có hơi ngông thì cũng là cái ngông của con người đọc sách bất thành thế thôi. Tam Cung Chủ lạnh lùng. Các hạ có nhớ đến lúc ước hẹn đến Yến Tử Cơ ta đã nói với các hạ những gì không? Hàn Thiếu Sơn nói.
Hình như Tam Cung Chủ có nói là cuộc ước hẹn nơi Yến Tử Cơ hôm nay, sẽ có người bỏ thây trên gành đá thì phải. Tam Cung Chủ cười gằn. Các hạ nhớ như thế là hay lắm. Soạt. Tam Cung Chủ nhặt lấy thanh kiếm trên bàn đá và thanh kiếm lập tức được tuốt ra khỏi vỏ. Ánh thép lóe lên rờn rợn, hơi lạnh của thanh kiếm tuy chưa thấm máu nhưng hình như đã nghe thấy nhiều chết chóc. Hàn Thiếu Sơn buồn miệng. Thật là một thanh kiếm tốt. Tam Cung Chủ chậm chậm bước ra ngoài và ngó về phía hai tên tỷ nữ. Nã Vân. Một trong hai nữ tỷ lên tiếng. Tỷ nữ có mặt. Tam Cung Chủ vẫy tay. Hãy đưa thanh kiếm cho hắn mượn. Hắn, ở đây là Hàn Thiếu Sơn. Và tên tỷ nữ cởi ngay thanh kiếm hai tay trao tới sát bên họ Hàn, giọng nói của cô ta thật dịu. Xin Hàn công tử tiếp cho. Hàn Thiếu Sơn mỉm cười. Cám ơn. Hắn búng búng tay trên lưỡi kiếm và lại cười. Lương tướng tự nhiên phải có cường binh, thanh kiếm của vị cô nương đây quả cũng là thứ tốt. Khẽ ngừng mặt bắt gặp đôi mắt như sao của Hàn Thiếu Sơn, Nã Vân chợt nghe tim mình đập lên thình thịch, cô nữ tỷ không dám nhìn đến lần thứ hai, cô ta lại cúi mặt thối lui. Tam Cung Chủ lanh lảnh. Nã Vân cầm nguyệt trong khi ta và Hàn công tử giao kiếm, hai người hãy lui ra ngoài. Nếu không có lệnh cấm không được vọng động nghe chưa? Nã Vân cầm nguyệt vâng giả lui ra. Hàn Thiếu Sơn cười thầm, hai tên tỷ nữ có cái tên khá lạ. Nã Vân cầm nguyệt, hai cái tên thật là ngạo mạn, thế mà họ lại bảo mình là kẻ ngông cuồng. Tam Cung Chủ chiếu tia mắt như hai luồng điện lạnh vào mặt Hàn Thiếu Sơn và cất giọng như băng giá. Hàn công tử đã sẵn sàng chưa? Biết thanh kiếm trên tay vị Tam Cung Chủ này nhất định sẽ bung ra những chiêu số không phải tầm thường nhưng Hàn Thiếu Sơn vẫn giữ tư thế điềm nhiên cố hữu. Vâng, xin Tam Cung Chủ cứ tự nhiên. Tam Cung Chủ lạnh lùng. Tốt. Tiếng tốt thốt ra chưa tròn thì ánh thép đã nhoáng lên. Chiêu thế phát ra nhanh như cắt, nhanh đến mức không làm sao nhìn được phương hướng công kích. Đã ước lượng trước là một khi vị Tam Cung Chủ này phát chiêu thì nhất định chiêu thế sẽ vô cùng lợi hại. Cho nên tuy vẫn giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy tay của đối phương vừa máy động thì thanh kiếm từ nơi tay của Hàn Thiếu Sơn cũng vội rung lên. Chương 30, Cuộc chiến Yến Tử Cơ. Hai thanh kiếm đi sát vào nhau một cách nhẹ nhàng và hai bóng người cùng lướt sát qua nhau. Chiêu thế không đối đầu, nhưng cả hai đều thầm ước đoán được một cách khá rõ ràng về sức lợi hại của nhau và hai thanh kiếm lại nhoáng lên tạo thành một màn xương dày đặc bao cả hình bóng hai người, không ai đứng ngoài có thể phân biệt được đâu là thế công, đâu là thế thủ. Chỉ trong thoáng mắt, hai người đã sử dụng ngót 50 chiêu. Trận đấu mỗi lúc mỗi nhanh, chỉ có thể biết về sức nhanh, chứ không ai có thể biết hết tầm lợi hại. Nhưng bằng vào hơi gió với khí lạnh của hai thanh kiếm toát ra cũng đủ cho thấy rằng đây quả là một trận đấu kinh hồn. Vị Tam Cung Chủ của Ngũ Phượng Môn nói quả không hoa, trận đấu đêm nay nhất định sẽ có người nằm im trên gành đá. Ngay trong lúc trận đấu đang trong hồi kịch liệt, Hàn Thiếu Sơn chợt nghe vai phải của mình tê điếng và nặng như vừa trúng phải một khối đá to, cơn đau thấu tận vào tim gan, cánh tay cầm kiếm mất hẳn phần linh động. Cao thủ giao đấu với nhau, chỉ cần một cái tích tắc buông lơi là kể như sinh mạng hoàn toàn giao cho đối thủ. Cho nên khi Hàn Thiếu Sơn vừa nghe có chuyện bất thường và khi tay kiếm hơi chậm lại là thanh kiếm của Tam Cung Chủ đã xẹt thẳng vào yết hầu. Làm sao có thể chạm kiếm khi mà vai phải đã gần như sụi xuống. Xoảng. Tiếng thép khua lên, thanh kiếm của Hàn Thiếu Sơn rơi xuống và mũi kiếm của Tam Cung Chủ đã tới sát yết hầu. Không còn cách nào tránh né kịp nữa vì mũi kiếm đã gần như đã sát vào da, Hàn Thiếu Sơn mím môi nhắm mắt. Quả đúng là con người can đảm, đã biết không thể tránh được, Hàn Thiếu Sơn vẫn không có một cử chỉ sợ sệt. Hắn đứng thật thẳng, giữ thân mình thật ngay. Hắn muốn khi giao đấu hiên ngang thì khi chết cũng phải đương đường chính chính. Không ai có thể ngăn chặn khi mũi kiếm đi thật nhanh và quát sát như thế. Cho dù người phóng kiếm muốn ngừng có lẽ cũng không thể nào ngừng được, vì cao thủ giao đấu người ta đã tận dụng nhát kiếm cuối cùng. Nhưng trường hợp này thật là hãn hữu.
Thanh kiếm đang đi với đồ thần nhanh nhưng khi thấy cục diện xảy ra như ngoài ý muốn, Tam cung chủ vội dồn nội lực lên cánh tay giàn mạnh xuống, không phải giàn cho mũi kiếm bị lệch mà giàn mạnh như thế để cho mũi kiếm dừng ngay. Mũi kiếm dán sát vào da cổ của họ Hàn. Trên khuôn mặt nạ bằng đồng, hai tia mắt như hai vì sao xẹt của Tam cung chủ chiếu thẳng vào mặt Hàn Thiếu Sơn, thanh kiếm vẫn giữ thế thẳng băng và giọng nói sắc lạnh. Rõ ràng các hạ đã né được mũi kiếm của ta, và còn trong thế tấn công thuận lợi, thế sao lại buông kiếm để tìm cái chết vô lý như vậy chứ? Hàn Thiếu Sơn mở bừng mắt ra giận dữ. Giết đi, ta không bao giờ biết đến việc cau mày. Nhưng ta cần nói cho ngươi biết rằng cuộc giao đấu chưa đến hồi có thể phân biệt ai lớn hơn ai, mà ngươi lại dùng cách hạ lưu ám toán như thế thì thật là đốn mạt. Tam cung chủ giật mình thu nhanh thanh kiếm và thối lui một bước. Ngươi nói gì? Hàn Thiếu Sơn cười nhạt. Cho dù ta nói có không được rõ thì hành động của ngươi cũng phải biết trước khi ta nói chứ. Tam cung chủ ném tia mắt về phía Nã Vân và Cầm Nguyệt đang đứng ngoài xa và gằn giọng. Hai tên tỷ nữ của ta đứng đấy ngoài ba trượng, nhất là khi chưa được ta ra lệnh, thì ai là kẻ ám toán ngươi chứ? Tuy vết thương nơi vai đã làm tê thấu vào xương, nhưng Hàn Thiếu Sơn vẫn giữ được tư thế bình thường, hắn bật cười ha hả. Không được ngươi ra lệnh thì họ không dám làm càn, chuyện đó ta công nhận là rất đúng. Nhưng nếu trường hợp đó đã được ngươi ra lệnh trước thì sao? Tam cung chủ quát mắt. Tại sao ngươi lại có lối võ đoán như thế chứ? Hàn Thiếu Sơn vặn lại. Như vậy chuyện ta bị người ám toán nơi vai đây là một chuyện giả đò sao? Tam cung chủ đảo mắt nhìn bốn phía và thét lên. Ai làm chuyện ám toán này? Một dòng cười như chuông gióng nổi lên, một bóng áo vàng từ trên tàng cây bay xuống, theo sau là một bóng người nữa. Hàn Thiếu Sơn quay lại thấy dẫn đầu là một lão hòa thượng cao lớn rành ràng mình vận áo vàng, còn người theo sau chính là Quách Hộ Pháp. Chân vừa chấm đất, nhà sư áo vàng đã bước ngay đến trước mặt Tam cung chủ. Bần tăng xin tham kiến Tam cung chủ. Tam cung chủ sửng sốt và cũng vội vòng tay. Đại sư đến bao giờ thế? Nhà sư áo vàng cười. Bần tăng vâng lệnh đại cung chủ đến hiệp trợ với Tam cung chủ. Tam cung chủ nói. Vừa rồi chính đại sư ám toán. Nhà sư áo vàng cất giọng cười đắc ý. Tên tiểu tử dám mạo phạm đến Tam cung chủ, nên bần tăng thưởng cho hắn một ngón âm cực chỉ cho hắn biết mà sửa mình. Tam cung chủ giật mình. Âm cực chỉ, ta có nghe đại sư huynh bảo rằng ai mà đã trúng âm cực chỉ thì không còn phương cứu chữa, có phải là như thế hay không? Nhà sư áo vàng càng đắc ý hơn nữa, lão cười bằng một dòng tự tỏa. Đúng đúng, những người bị âm cực chỉ của bần tăng đánh trúng, 6 giờ đồng hồ sau huyết mạch sẽ bị đông đặc lại. Tam cung chủ chớp mắt. Không có thuốc giải. Nhà sư áo vàng cười. Chỉ có âm cực nhất dương đan của bần tăng là trị được mà thôi. Tam cung chủ nói. Thế thì đại sư hãy trao âm cực nhất dương đan cho hắn. Nhà sư áo vàng hơi sửng sốt. Bần tăng có nghe Quách Hộ Pháp nói rằng tên tiểu tử này đã mấy phen đối địch và làm tổn hại nhiều về kế hoạch của ta, thế tại sao Tam cung chủ lại muốn cho hắn thuốc giải? Tam cung chủ nói. Ta và hắn hẹn ước đơn độc giao đấu, không cho phép người thứ ba nào ám trợ. Bây giờ, đại sư ám toán như thế là đã phá vỡ lời ước hẹn, tự nhiên phải trao thuốc giải cho hắn. Nhà sư áo vàng vụt cười ha hả. Hắn với ta là kẻ đối đầu không thể đổi. Với hắn mà nói về đạo lý, hắn tự đến đây tìm chết, như thế cũng đã là quá tốt với hắn rồi, Tam cung chủ còn dễ dãi làm chi. Quách Hộ Pháp cười cười tiếp theo. Tam cung chủ, đại sư nói phải lắm. Tên tiểu tử họ Hàn nếu không sớm trừ đi thì chúng ta sẽ còn nhiều hậu hoạn. Tam cung chủ mặt lạnh lùng. Huyền cảnh đại sư vốn là một vị hộ pháp của Ngũ Phượng Môn, nhưng khi đã được điều động đến Giang Nam thì chắc phải tuân theo lệnh của Tổng Phân Đàn chủ chứ. Huyền cảnh đại sư tái mặt vòng tay. Vâng, bần tăng được lệnh đến đây là hoàn toàn nghe theo lệnh của Tam cung chủ. Tam cung chủ hất mặt. Vậy thì hãy trao thuốc giải cho ta.
Huyền Cảnh đại sư vâng dạ, và khẽ ném mắt về phía Hàn Thiếu Sơn, chậm chậm lấy ra một cái bình, chút một viên thuốc, hai tay trao cho Tam Cung Chủ. Tam Cung Chủ tiếp lấy, và nhà sư cung kính nói. Thuốc này mỗi người chỉ uống một hoàn. Tam Cung Chủ vẫy tay. Nơi đây bây giờ không có phần sự của nhị vị, hãy đi về tổng phân đàn. Huyền Cảnh đại sư và Quách Hộ Pháp vòng tay vái dài và quay mình tung thẳng vào bóng tối. Chờ cho hai người khuất bóng, Tam Cung Chủ đặt hoàn thuốc trong lòng bàn tay, bước tới đưa cho Hàn Thiếu Sơn. Đây là thuốc giải âm cực chỉ, xin Hàn công tử hãy uống vào. Hàn Thiếu Sơn chiếu đôi mắt ngời ngời và bật cười ha hả. Thịnh tình của Tam Cung Chủ, Hàn mỗ này xin đa tạ. Nhưng thứ chỉ pháp tầm thường này làm sao lại có thể hại được sinh mạng của tài hạ. Cuộc hội đêm nay kể như tài hạ không thể hầu tròn vẹn, vậy xin phép cáo từ. Hắn cúi xuống nhặt thanh kiếm, hai tay trao về phía cô tỷ nữ Nã Vân. Xin cô nương thu kiếm lại. Nã Vân khép nép bước lên nhận thanh kiếm, dáng điệu của nàng ta hết sức e dè. Hàn Thiếu Sơn vừa quay bước thì Tam Cung Chủ cũng vừa nhích tới, giọng nói trở nên hớt hải. Hàn công tử, xin dừng bước. Hàn Thiếu Sơn quay lại hỏi. Tam Cung Chủ còn có điều chi chỉ giáo? Ánh mắt của Tam Cung Chủ lộ đầy vẻ lo âu. Công tử đã trúng phải âm cực chỉ của Huyền Cảnh đại sư, và trong thiên hạ chỉ có một thứ thuốc giải độc nhất của người Luyên nên nó mà thôi. Hàn Thiếu Sơn nói. Chuyện đó xin Tam Cung Chủ hãy yên lòng, tài hạ quyết không khi nào chịu sự tàn phế đâu. Tam Cung Chủ nhích thêm một bước nữa. Tôi chỉ vì cuộc hội đã hẹn ước của đêm nay, vì lời hứa không để cho đệ tam nhân xuất thủ. Nay Huyền Cảnh đại sư lại vô ý phá lệ, tự nhiên phải trao thuốc giải cho công tử, xin công tử đừng từ chối, bởi vì đây không có vấn đề ân nghĩa. Công tử bị thương, tôi cứu thương, không ai mang ân của ai cả. Chúng ta không ai mang nợ của ai cả, cuộc hẹn còn trong vòng so kiếm chưa phân rõ ai hơn ai thua. Chờ đến khi công tử lành bệnh rồi, chúng ta tiếp tục. Lời lẽ của Tam Cung Chủ thật là khéo léo, chính trong câu nói đó đã nói lên một cách rõ ràng là khi nhận thuốc giải này, Hàn Thiếu Sơn cũng không cần phải cảm kích một ai. Nhưng Hàn Thiếu Sơn chỉ mỉm cười điềm đạm. Vâng, Tam Cung Chủ nói đúng, tôi chưa tự nhận là đã thua trong trận đấu hôm nay, chỉ cần Tam Cung Chủ còn hứng thú thì lúc nào đó tài hạ lại xin hội diện vậy. Hắn vòng tay mỉm cười tung thẳng mình lên, băng thẳng vào bóng tối xa xa. Tam Cung Chủ đứng sững như trời trồng, ánh mắt long lanh nhìn theo hướng của Hàn Thiếu Sơn, và thình lình ném mảnh hoàn thuốc xuống đất rồi phóng mình vào bóng đêm như gió. Hai cô tỷ nữ đứng sững sờ. Sao? Lý Gia Trang. Một võ lâm thế phiệt, một trong tứ hào của giang hồ, một Gia Trang tọa lạc tại Đông Ngưu Cốc, phía tây giao thành Thuận Đức. Hà Bắc Lý Gia. Thế lực của Hà Bắc Lý Gia cực kỳ thịnh đạt, chẳng những thực sự thống lĩnh tròn ba tỉnh rộng lớn mà uy danh còn vang dội cả Đại Giang Nam Bắc. Lý Gia Trang đồ sộ nguy nga số một vùng Hà Bắc. Phía sau là dải núi hùng vĩ chạy dài, phía trước là cả một vùng bình nguyên rộng lớn. Chỉ bằng vào trang trại đó cũng thấy sự giàu có và mạnh mẽ của họ Lý ở vùng này. Lúc ấy trời khoản xế chiều, ngôi tiền viện của Lý ra rèm buông sáo phủ tứ phía làng im phăng phắc. Hai cô tiểu hoàn áo xanh khoanh tay đứng phía bên ngoài cửa, cũng như không khí của gia trang, cả hai cô gần như không nghe hơi thở. Thật là một khung cảnh lạnh lùng. Bên trong đại sảnh trang trí thật là hoa lệ. Xích vào bên trong nội thất, giữa bên tường phòng có một cái sạp gù, trên sạp lót nệm gấm với hai chồng gối cao, trên gối đó một lão già mặc áo màu lam đang ngồi dựa nghiêng nghiêng. Gương mặt lão già gầy mét, dưới cằm tròm râu đã bạc phơ, đôi mắt lim dim mỏi mệt. Đó là tiên nhân trưởng Lý Quang Chí, người đã cùng Đông Hứa Tây Tần, Nam Giang giữ thế chân vạc võ lâm. Con người đã lừng danh là một tiểu hùng thế nhưng bây giờ thì hơi thở gần như không đủ. Bên cạnh chiếc sạp, một thiếu phụ ngồi khép nép, trông chừng nàng khoảng chừng 24-25 tuổi, gương mặt nàng như một đóa phù dung chớm nở, hai hàng mi cong vút như hai cành liễu đương xuân.
Nàng vận bộ y phục màu lục càng làm tăng vẻ dịu dàng của một người đàn bà mà xuân sắc đang hồi tròn vẹn. Chỉ có điều là gương mặt của nàng có phần kém vui, thỉnh thoảng nàng chồm mình tới bóp bóp tay chân cho lão già họ Lý. Nàng là Trầm Di Nương, người thị thiếp của tiên nhân trưởng Lý Quang Chí. 3 tháng trước đây, Lý Quang Chí dưỡng bệnh tại Bạch Vân Quan ở Bắc Hiệp Sơn. Chuyện xảy ra khi Quách Thế Phần đưa Giang Hàn Thanh đến cầu trị tại Bạch Vân Quan. Nơi đây họ gặp Thanh Kỳ lệnh chủ và sự việc xảy ra về chuyện cháo người. Tự nhiên, với sự ràng buộc của địch nhân, con trai của Lý Quang Chí là công tử Lý Duy Năng đã phải thuận lòng. Hắn hứa với Thanh Kỳ lệnh chủ là khi nào cha mình được thả về thì chừng đó họ Lý sẽ thoái xuất giang hồ, bế môn lo việc điền viên. Riêng về chuyện mà Thanh Kỳ lệnh chủ buộc Lý Duy Năng đảm nhận chức phủ phó lệnh chủ thì họ Lý hẹn để khi nào cha hắn trở về được an toàn, rồi hắn sẽ phúc đáp. Tự nhiên đó chỉ là kế hoãn binh. Lý Duy Năng nghĩ rằng một khi cha mình đã về rồi, thì sự việc sẽ được giải quyết theo chiều hướng khác. 3 ngày sau đó, quả nhiên người của Ngũ Phượng Môn cho đưa Lý Quang Chí trở về Hà Bắc. Kèm theo họ còn trao cho 9 hoàn thuốc và 1 phong thư. Đại ý trong thư nói rằng cứ cách 10 ngày thì uống 1 hoàn thuốc. Thuốc đó có thể làm cho chất độc trong người của Lý Quang Chí tạm thời chậm phát tác để bảo trì sự thanh tĩnh cho ông ta, nhưng cũng chỉ 3 tháng thôi. 3 tháng đó là hạn kỳ, chỉ khi nào Lý Duy Năng thật tình giữ đúng lời hứa, xuất nhiệm phó Thanh Kỳ lệnh chủ thuộc tổng phân đàn của Ngũ Phượng Môn ở Giang Nam thì Lý Quang Chí mới hoàn toàn được cứu. Tiên nhân trưởng Lý Quang Chí sau khi uống thuốc của Thanh Kỳ lệnh chủ trao cho tuy không bị chất độc hoành hành, nhưng chất độc trong người vẫn tiềm ẩn không trừ hẳn được, thể chất vẫn yếu đuối như người bệnh hoạn, đi đứng đều phải có người vịn đỡ, chỉ có điều tinh thần quả nhiên thanh tĩnh, không suốt ngày hôn mê như trước nữa, việc nói năng bàn bạc trở lại bình thường. Hạn kỳ 3 tháng thấm thoát đã tới rồi, đến nay thì chỉ còn đúng 10 ngày. Lý Duy Năng không dám nói thật với cha mình những điều kiện mà đối phương đã buộc, nhưng khi thấy hạn kỳ sắp hết trong lòng như lửa đốt ngồi đứng không yên. Trong vòng 3 tháng nay, nhiều chuyện bất tường xảy ra liên tiếp. Chẳng những Thiên Phong đạo trưởng ở Hiệp Sơn mất tích luôn, mà luôn cả đồ đệ chân truyền của ông ta là Thần Biến Tử đã ẩn cư 10 mấy năm nay tại Tích Thúy Phong cũng bị mất tích luôn. Lý Duy Năng mấy bận đến Tích Thúy Phong nhưng cũng đều không gặp. Vào giờ mùi ngày hôm ấy, Lý Duy Năng mang cả một tâm sự nặng nề như treo đá, chậm chậm bước lên lầu. 2 tên tiểu hoàn vừa thấy đã vội chắp tay. Tiểu kỳ khấu bái đại công tử. Lý Duy Năng hỏi. Cha ta đã tỉnh chưa? Lão gia đã tỉnh rồi, xin mời đại công tử vào trong. Vừa nói, 2 cô vừa mở rộng cửa giữa. Lý Duy Năng đi thẳng vào phòng. Hắn thấy cha mình đang dựa hơi trên sạp hụ, tinh thần cũng như sắc diện cằn cỗi quá nhiều. Lý Duy Năng chợt thấy lòng chua xót, hắn bước tới thấp giọng. Con xin tham kiến gia gia. Lý Quang Chí nhướng đôi mắt và khẽ gật đầu. Hài tử, con đã đến đấy à? Trầm Di Nương cũng vội đứng lên khép nép mỉm cười. Xin thỉnh công tử ngồi tạm nơi đây. Lý Duy Năng mang nặng lòng ưu tư, hắn cứ nhìn chăm chăm vào mặt cha thật lâu không nói một lời. Vì cha, hắn mấy lần muốn theo điều kiện của địch nhân, bao nhiêu lần muốn đem chuyện ấy thưa lại với cha, nhưng hắn lại rất biết tính tình của cha mình, tính tình của một con người quật cường chứ không hề biết khuất phục. Hắn sợ một khi nói ra thì có thể vì đang sẵn mang chồng bệnh, cha hắn sẽ uất ức mà mệnh một. Cho nên bao lần định nói, nhưng rồi cũng phải lặng thinh. Lý Quang Chí tuy đã thấy con mình vào, nhưng vì mệt quá nên cứ dựa nghiêng thở cầm hơi, chứ không nói được tiếng nào. Trầm Di Nương dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt nhẹ nhẹ lên ngực chồng, mặt thì quay qua nói khẽ với Lý Duy Năng. Đại công tử, hãy ngồi tạm xuống đây đi, đứng hoài như thế mỏi lắm. Giọng nói của người thiếu phụ và cử chỉ của bà ta thật bộc lộ sự chiếu cố lo lắng cho đứa con chồng. Lý Duy Năng khẽ thở ra. Đa tạ Di Nương. Và hắn lại cau mày thấp giọng. Gia gia tôi hình như lại không được khỏe nữa rồi đó ư. Trầm Di Nương mỉm miệng gật đầu.
Hôm nay lại đến ngày uống thuốc, nhưng vì chưa đến giờ, nên bệnh lại có vẻ nặng nề. Dòng người thiếu phụ chìm hẳn xuống, cộng với vẻ mặt đá dầu càng làm cho không khí thêm day dứt. Lý Quang Chí mở mắt nói hơi đứt quãng. Duyên ỉ, nàng, hình như nàng nói chỉ còn một hoàn thuốc chót, phải không? Mau lấy đem đây. Còn một hoàn thuốc chót. Mấy tiếng lọt vào tai Lý Duy Năng y như một trái chùy ngàn cân rớt xuống, hắn cảm thấy choáng váng tối tăm. Hắn đã từng căn dặn Trầm Duyên ỉ, người mẹ kế của hắn rằng đừng bao giờ cho cha hắn nghe chuyện ấy, thế mà người di nương này lại quá nhiều lời thố lộ. Trầm Duyên ỉ nhăn mặt lộ vẻ khó chịu. Lão gia tối nay mới đến giờ uống thuốc mà. Thôi, để tiền thiếp xoa lưng cho lão gia đỡ mệt. Lý Quang Chí khẽ lắc đầu. Không, mau, đi lấy đem đây. Ta không thể chịu thấu nữa rồi. Không còn cách nào hơn, Trầm Duyên ỉ đành phải chậm đứng lên, bước lại tủ lấy chiếc hộp nhỏ, chút ra vỏn vẹn một hoàn thuốc màu đen, và rót một chén nước bưng lại trước mặt Lý Quang Chí dịu giọng. Lão gia đã không khỏe thì thôi uống sớm đi vậy. Lý Quang Chí há miệng nuốt hoàn thuốc vô khỏi cổ thì thần sắc con người thay đổi lập tức. Ông ta nằm xuống từ từ nhắm mắt và hơi thở đã điều hòa. Kéo mình chăn nhẹ đắp lên mình chồng, Trầm Duyên ỉ đứng thẳng nơi đầu giường không dám gây tiếng động. Lý Duy Năng nhẹ nhẹ bước lại chiếc ghế xa xa ngồi xuống. Hắn biết chỉ trong phút chốc đây, cha hắn sẽ thanh tĩnh trở lại, và hắn bấn loạn không biết nên nói với cha mình như thế nào cho ổn. Bởi vì đây là chuyện đại sự của Hà Bắc Lý gia, một khi hắn muốn chấp thuận điều kiện của đối phương thì cũng phải có sự đồng ý của cha và sau đó là những người giường cột của gia trang. Không khí trong phòng thật là lặng lẽ, có thể một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy dễ dàng. Quả nhiên, chỉ mấy giây sau, Lý Quang Chí từ từ mở mắt thở một hơi dài khỏe khoắn, ông ta nói bằng một giọng tuy cũng yếu nhưng đã rõ ràng. Duyên ỉ, nàng hãy đỡ ta ngồi dậy. Trầm Duyên ỉ dịu giọng. Lão gia, xin lão gia hãy nằm tỉnh dưỡng. Lý Quang Chí lắc đầu. Không, ta đã khỏe hẳn rồi. Ta có chuyện cần nói với Duy Năng. Lý Duy Năng đứng dậy đi lại. Cha hãy nằm nghỉ, cha cứ nằm nói cười cũng được rồi. Lý Quang Chí lắc đầu. Không, cha cần ngồi dậy. Lý Duy Năng thở ra. Trầm Duyên ỉ đành phải đỡ ông ta ngồi dậy. Lý Quang Chí nhìn Lý Duy Năng bằng đôi mắt bất thần và giọng ông ta yếu ớt. Hài tử, có khá nhiều việc mà con vẫn cứ giấu cha. Lý Duy Năng hoảng hốt. Xin gia gia hãy yên tâm tỉnh dưỡng, gia trang của chúng ta không có chuyện gì cả đâu. Lý Quang Chí nở nụ cười khô héo. Hài tử, con không nên giấu cha nữa, chính di nương của con đã cho cha biết được là cha đã trúng phải chất kỳ độc của ngũ phượng môn. Lý Duy Năng tái mặt. Chuyện này, Lý Quang Chí khoát tay. Con không nên có sự khó chịu trong lòng, cho dầu giang sơn của hoàng đế thì cũng có ngày bài vong, chứ đừng nói chi ta. Cha đã dày công khai sáng ra Hà Bắc này, có được cơ sở vững chắc trong giang hồ đến ngày nay cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng không vì thế mà có thể nó là đời đời kiếp kiếp trường tồn vĩnh viễn, cho nên cha cảm thấy rằng đến lúc tuổi già như cha nếu thoái xuất giang hồ thì cũng là một điều phải lắm. Lý Duy Năng kích động. Cha! Lý Quang Chí khoát tay. Người ta thường hay nói, tướng quân bất kiến hành đầu. Bao nhiêu năm nay cha đã rất thông suốt điều ấy, cha đã thông suốt rằng người trong giang hồ chúng ta cứ luôn luôn bám lấy hư danh. Ngưng một hồi, ông ta nói tiếp. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cái gánh của Bắc Lý chúng ta còn phải kê vai lo lắng. Cha không khi nào hỏi tới chuyện gì, nhưng bây giờ thì có một điều mà cha muốn con phải ghi nhớ, cha vẫn biết sáng nghiệp nay thủ thành bất di, nhưng dầu sao cha cũng không muốn cơ nghiệp này bị hủy hoại vào tay con. Vầng trán cao rộng của Lý Duy Năng lấm tấm mồ hôi. Thử hỏi hạn kỳ của ngũ phượng môn đã tới sát bên rồi, thuốc của cha mình chỉ còn một viên, mà viên đó cũng đã uống rồi, nếu mình cự tuyệt không chịu tiếp nhận điều kiện của đối phương thì chất độc kỳ lạ trong người của cha mình làm sao giải được. Còn bằng như tiếp nhận điều kiện của ngũ phượng môn thì hẳn ra chính mình tự trao cơ nghiệp của cha mình vào tay kẻ khác hay sao?
Tấn Thối lưỡng nan, Lý Duy Năng nhìn cha khẽ hỏi. Cha, có phải cha muốn nói? Lý Quang Chí vụt bừng bừng nổi giận, ông ta giằng mạnh tay xuống mặt phản, giọng của ông ta tuy yếu nhưng bộc lộ cả một sự căm hờn. Đông Hứa, Nam Giang, Tây Tần, và Bắc Lý trong giang hồ đã mệnh danh là tứ đại thế gia, nhưng trong chín đại môn phái, trừ Nam Giang ra còn thì có ai nhìn ba nhà còn lại vào đâu? Thật tình mà nói, số người mệnh danh là chính phái, họ đều xem ba nhà còn lại gần giống như hắc đạo giang hồ. Họ xem ba nhà còn lại chỉ là những kẻ nhất phương hùng chiếm, chính Nam Giang cũng chưa có lúc nào xem chúng ta là đồng đạo. Lý Duy Năng im lặng không dám chen vào một lời nào. Trầm Duyên ỉ vội cười mơn trớn. Lão gia mới vừa khỏe lại, sao lại nói đến chuyện hờn giận mà làm chi? Lý Quang Chí đưa mắt nhìn nàng, hình như ông ta có giảm phần nào cơn tức tối. Ông ta dựa mình vào gối và nói chậm rãi. Ta muốn nói cho Duy Năng biết rằng chúng ta nguyên không phải là bạch đạo giang hồ như cách nói của những người mệnh danh là bạch đạo. Lý Duy Năng thầm nghĩ có lẽ cha mình vì đau bệnh quá lâu, cao hỏa công tâm nên lời lẽ có nhiều biến đổi, chính những lời đó từ trước đến nay, ông ta không hề nói như thế bao giờ. Trầm Duyên ỉ nói, chúng ta sống bằng sức của chúng ta, không cầu cạnh kẻ khác thì hơi đâu mà nghe tiếng bất tiếng chỉ của họ làm chi. Lý Quang Chí lừ mắt, chuyện giang hồ nàng biết chi mà nói. Trầm Duyên ỉ dịu giọng. Chứ lão gia không phải đang cơn nóng giận đấy sao? Những chuyện đó cứ mặc nó, sau khi lành bệnh rồi hãy tính tới không được hay sao? Lý Quang Chí lại thở dài. Lão phu muốn cho Duy Năng biết nếu cơ nghiệp của Lý gia mà muốn bảo tồn thì không có cách nào hơn là hợp tác với Ngũ Phượng Môn. Lý Duy Năng cũng thở phào, giọng nói của hắn không giấu được như đã vứt xong gánh nặng. Hài tử chính cũng có ý như thế. Trầm Duyên ỉ chớp mắt. Đại công tử đã nhận chịu với họ rồi ư? Lý Duy Năng nói. Chưa, nhi tử đang muốn thưa lại cùng với gia gia về chuyện ấy. Vì chỉ nhờ vào hiệu năng của thuốc để duy trì sức lực, nên nói chuyện một lúc lâu Lý Quang Chí thấm mệt, ông ta chống tay dựa nghiêng bên gối thở dốc, nhưng có lẽ vì câu chuyện quá quan trọng nên vẫn cố gắng nói tiếp. Cha rất biết con vốn là một con người khí tiết. Câu chuyện vừa rồi chẳng qua là cho con thấy tình đời mà thôi. Cha đã già rồi, đã đến lúc phải yên dưỡng phước trời. Tất cả những gì của Lý Gia Trang, cha giao quyền cho con hãy cố gắng làm chủ sự nghiệp này. Trầm Duyên ỉ khuyên giải. Lão gia, bữa nay nói chuyện nhiều quá. Lão gia nên nghỉ cho khỏe. Quả thật Lý Quang Chí đã mệt nhiều, ông ta chầm chậm gật đầu để yên cho người thì thiếp đỡ nằm xuống. Lý Duy Năng đứng lên. Cha hãy nghỉ cho khỏe, hài tử xin lui. Nói xong, hắn nhẹ bước ra ngoài. Vừa đến tiền viện thì gặp ngay tổng quản Khang Văn Huy chờ thưa việc. Thưa đại công tử, ngoài cửa có hai người khách xa đang chờ diện kiến. Lý Duy Năng hỏi. Khách từ đâu đến? Khang Văn Huy nói. Họ từ Thái Bình bảo, một người là cháu của Hồng Điểm phán quan tên là Thiết Thư Sinh Nghiêm Tú Hiệp, một người nữa tuổi khoảng 60 xưng là họ Cổ. Biết Hồng Điểm phán quan với cha mình vốn là bạn thâm giao đã mấy mươi năm. Bây giờ nghe nói là cháu của Nghiêm Hữu Tam đến viếng, bắn lật đật với tay. Tổng quản hãy ra đón họ, tôi sẽ ra tiếp kiến sau. Chương 31, Lý Gia Trang đột biến. Ra đến đại sảnh Lý Duy Năng thấy một người tráng niên khoảng 30 tuổi khí mặt hiên ngang, mặc dù vận trong mình chiếc áo thư sinh nhưng vẫn không kém phần uy vũ. Người thứ hai là một lão già áo xanh, họ cùng nói chuyện với Khang Văn Huy. Họ Khang đứng lên giới thiệu. Đây là Tề Trang thiếu gia đại công tử, còn đây là Nghiêm Thiếu Hiệp đi cùng với Cổ tiên sinh. Lý Duy Năng vòng tay thủ lễ. Xin mời Nghiêm Thiếu Hiệp và Cổ tiên sinh an tỏa. Sau khi phân ngôi chủ khách xong, Nghiêm Tú Hiệp nghiêng tai nói. Gia thúc cho tài hạ cùng Cổ tiên sinh tới đây vấn an Tề Trang và có gửi theo một phong thư, xin Lý công tử xem qua. Hắn lấy trong áo ra một phong thư hai tay trao cho gia chủ. Lý Duy Năng mở thư xem ngay.
Đại ý trong thư nói, vì nghe đại trang chủ bệnh lâu chưa hết nên đã đặc biệt thỉnh Cổ Thiên Khải tiên sinh đến vì Lý trang chủ mà chuẩn mạch, may nhờ Hồng Phúc hy vọng Lý trang chủ qua được cơn bệnh ngặt. Lý Duy Năng xem xong thư, lật đật đứng lên vòng tay nói với Cổ Thiên Khải. Cổ tiên sinh vốn là một danh y miền xuyên thiểm, thế mà tài hạ lại không biết, mong tiên sinh thứ lỗi. Cổ Thiên Khải vòng tay. Không dám, lão phu chỉ biết qua ít nhiều y thuật cũng vì chỗ quen biết mà nhận lời Nghiêm đại hiệp đến đây chỉ là chuyện cầu mong hồng phúc của Lý trang chủ mà thôi. Lý Duy Năng lại vòng tay nói với Nghiêm Tú Hiệp. Nghiêm lão bá thể sinh cố cựu, thật tiểu đệ ảm kích vô cùng, chỉ có điều gia phụ trong mấy tháng nay nhờ có thuốc thanh trừng bệnh nên đã thuyên giảm khá nhiều, nhị vị khổ cực đến đây khiến cho tiểu đệ cảm thấy bất an vô cùng. Câu nói quá rõ ràng, gia chủ đã từ chối hẳn vấn đề xem bệnh. Ngồi kế bên, Khang Văn Huy hơi biến sắc khi nghe câu nói của Lý Duy Năng. Tuy nhiên hắn là một tổng quản, một người thuộc hạ nên không tiện có ý kiến ngay trong lúc đó. Hắn ngồi làm thinh nhưng trong lòng hết sức bồn chồn. Nghiêm Tú Hiệp khẽ cau mày nghĩ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của quản huynh, Bắc Lý hẳn đã cam tâm khuất phục Ngũ Phượng Môn rồi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố làm như không nghe thấy điều gì khác lạ, hắn cười nói với Lý Duy Năng. Thì ra Lý đại trang chủ đã gặp được thuốc hay, thật là chuyện đáng mừng. Hắn ngưng một chút rồi đưa mắt nhìn quanh. Dám thưa đại công tử, tài hạ phụng mệnh ra thuốc đến đây, ngoài câu chuyện nãy giờ còn có vấn đề xin thưa trực tiếp, nhưng nơi đây tài hạ cảm thấy hơi bất tiện. Lý Duy Năng nói. Nhị vị từ xa đến vậy, xin mời vào thư phòng dùng trà rồi chúng ta nói chuyện sau. Cả hai cùng theo Lý Duy Năng vào thư phòng và sau khi gia đình pha trà thì Khang Văn Huy cáo thối. Thư phòng vốn là nơi mà Bình Nhật dùng làm chỗ tỉnh dưỡng cho Lý Quang Chí, nơi đây cách hẳn bên ngoài, quả đúng là nơi để bàn những chuyện riêng tư. Lý Duy Năng nâng chén. Xin mời nhị vị. Nghiêm Tú Hiệp uống trà một cách chậm chậm và hắn không nói một câu nào. Qua tuần trà thứ nhất, Lý Duy Năng bắt đầu nôn nóng. Chẳng hay Nghiêm lão bá trao lời với Nghiêm thiếu hiệp như thế nào, tiểu đệ đang cung kính xin nghe. Nghiêm Tú Hiệp nói. Tháng trước đây gia thúc có gặp trưởng môn Hoài Dương phái Quách đại hiệp. Lý Duy Năng hơi đổi sắc, hắn hỏi luôn. Chẳng hay Quách đại hiệp và Nghiêm lão bá có chuyện chi? Nghiêm Tú Hiệp nói. Gia thúc bảo rằng Bắc Hiệp Sơn cầu y cho Giang Nhị công tử và có gặp Thanh Kỳ lệnh chủ đột nhập Bạch Vân Quan và chuyện Lý lão trang chủ bị người giả mạo. Lý Duy Năng hoàn toàn biến sắc. Chuyện biến thiên ở Lý Gia Trang với họ đã trở thành chuyện vô cùng bí mật, vì thanh danh, vì sự nghiệp họ cố không cho tiết lộ phong thanh trong thiên hạ giang hồ. Cho nên sau khi nghe Nghiêm Tú Hiệp đề cập là Lý Duy Năng cảm thấy rất là khó chịu. Nghiêm Tú Hiệp nói tiếp. Gia thúc nghe Quách đại hiệp nói về chuyện đó thì rất là kinh nghi, nghĩ rằng tư cách trưởng môn nhân đại phái và là chỗ thân tình, nhất định không khi nào Quách đại hiệp lại không nói đúng những chuyện mắt thấy tai nghe, nên gia thúc rất nóng lòng muốn đến gặp Vấn An lão trang chủ, nhưng hiểm vì Thái Bình bảo liên tiếp gặp biến cố nghiêm trọng, thành thử ra tài hạ cùng Cổ tiên sinh đến đây, một là chuẩn mạch cho Lý lão trang chủ, một mặt thỉnh Vấn Lý công tử xem sự thể có đúng như thế không. Và Nghiêm Tú Hiệp chỉ Cổ tiên sinh nói luôn. Vì Cổ tiên sinh đây vốn là chỗ giao tình với gia thúc hơn 30 năm, người rất thông về y dược, chính kỳ độc trong Giang Nhị công tử cũng nhờ Cổ tiên sinh mà khỏi. Cho nên gia thúc đã nói chuyện đột biến Lý Gia Trang cho Cổ tiên sinh nghe rồi, xin đại công tử đừng ngại chi cả. Lý Duy Năng cắn môi ngồi lặng thầm suy nghĩ mãi cho đến khi Nghiêm Tú Hiệp nói xong, hắn mới chậm chậm gật đầu. Vâng, chuyện quả đúng là đã xảy ra như thế, gia phụ chính bị Ngũ Phượng Môn ám toán khi đến Bắc Hiệp Sơn dưỡng bệnh thì bị cháo người, nhưng vì thanh danh của gia phụ cho nên chúng tôi nhất luật không cho phong thanh. Nếu không vì chuyện tình cảm lo cho sự an nguy của Nghiêm lão bá cho gia phụ thì cho dù Nghiêm thiếu hiệp có ý tốt thì tiểu đệ vẫn từ chối, nhưng dù sao chúng cũng đã trở thành quá khứ. Nghiêm Tú Hiệp nói. Ý đồ của Ngũ Phượng Môn là nhắm vào tứ đại thế gia của Võ Lâm mà công kích, Lý Gia Trang là mục tiêu thứ nhất của họ, thế nào Lý Trang chủ lại được an thân trở lại. Lý Duy Năng nói.
Ngũ Phượng Môn cướp cháo gia phụ, đồng thời ra điều kiện với tiểu đệ là sẽ thả nếu gia phụ bằng lòng thoái xuất giang hồ đừng nhúng tay vào chuyện thị phi. Tiểu đệ vì sự an nguy của gia phụ nên đã chấp nhận điều kiện ấy. Nghiêm Tú Hiệp biết ý Lý Duy Năng chỉ nói điều kiện thứ nhất mà không chịu đề cập điều kiện thứ hai, điều kiện buộc phải làm phó thanh kỳ lệnh chủ, như vậy có nghĩa là hắn đã bằng lòng chấp nhận tất cả với họ rồi. Nghiêm Tú Hiệp vẫn gật đầu. Gia Thúc cũng đã cho tài hạ biết qua là ngay bây giờ giang hồ manh nha đại loạn, Gia Thúc cũng có ý quy ẩn từ lâu, chỉ hiềm vì khi nhìn thấy bằng hữu lọt vào tay kẻ khác nên không thể khoanh tay làm ngơ. Lý Duy Năng cứ cúi mặt lặng thinh. Nghiêm Tú Hiệp cứ nói. Gia Thúc và lão trang chủ thâm tình rất hậu, chính vì mối thâm tình đó mà Gia Thúc không được yên lòng. Lý Duy Năng nói giọng lãnh đạm. Đa tạ Nghiêm lão bá đã có lòng nhưng gia phụ đã thoái xuất giang hồ tự nhiên cũng thoái xuất tất cả các thị phi. Nghiêm Tú Hiệp nói. Nhưng lão trang chủ uy danh một cõi, tài hạ sợ rằng bọn Ngũ Phượng Môn không dễ dàng để yên thân đâu. Lý Duy Năng cười nhạt. Nếu bọn Ngũ Phượng Môn đến khuấy phá nhà này thì chúng cũng phải biết rằng Lý gia đâu phải hạng người để chọc. Nghiêm Tú Hiệp nói. Khi tài hạ sửa soạn đến đây, Gia Thúc có căn dặn mấy điều, muốn tài hạ thay mặt người mà nói lại với đại công tử. Lý Duy Năng gật đầu. Vâng, Nghiêm lão bá có dặn điều chi xin Nghiêm thiếu hiệp cứ nói. Nghiêm Tú Hiệp hơi do dự một giây, cuối cùng hắn tỏ vẻ dè dặt. Chuyện này quan hệ khá lớn, lớn tới mức tài hạ thấy khó khăn mở miệng. Lý Duy Năng nói. Nghiêm huynh không nên nói thế, gia phủ và Nghiêm lão bá vốn là chỗ thâm giao như Nghiêm huynh đã biết, vậy thì Nghiêm lão bá có lời căn dặn thì Nghiêm huynh cứ nói chứ không có gì phải ngại ngùng. Nghiêm Tú Hiệp vùng nghiêm mặt và hạ thấp giọng. Gia Thúc muốn tiểu đệ hỏi đại công tử rằng khi bọn Ngũ Phượng Môn đưa lão trang chủ về, công tử có nghĩ rằng đó thật là Lý trang chủ hay không? Lý Duy Năng rúng động sững sờ. 3 tháng trước đây, lúc bọn Ngũ Phượng Môn đưa Lý Quang Chí về thì Lý Duy Năng đã xem xét thật kỹ lưỡng, lúc đó Lý Duy Năng thấy cha mình đang bị hôn mê, trên mặt không có gì tỏ ra là mặt già cả, từ đó đến nay không khi nào Lý Duy Năng nghĩ đến vấn đề như thế. Bây giờ thì quả hắn đã giận mình, hắn nhìn sững Nghiêm Tú Hiệp và hỏi dồn. Nghiêm lão bá còn nói chi nữa không? Nghiêm Tú Hiệp nói. Gia Thúc căn cứ vào mấy điều nghi vấn để mà đoán ra như vậy. Lý Duy Năng càng hỏi tới. Chẳng hay Nghiêm lão bá căn cứ vào những điểm nào có nói cho Nghiêm huynh nghe không? Nghiêm Tú Hiệp nói. Tự nhiên là Gia Thúc có nói, cũng căn dặn tài hạ chuyển lời mong đại công tử hãy chú ý. Lý Duy Năng vụt khoát tay. Khoan, Nghiêm huynh hãy đợi một chút. Nghiêm Tú Hiệp ngạc nhiên dừng lại thì Lý Duy Năng đã đứng lên gọi lớn. Thanh Hồng. Tên tỷ nữ bưng trà khi nãy bước vô khép nép. Đại công tử có điều chi dạy bảo. Lý Duy Năng nói. Ngươi đi bảo Lý bá đến đây ta bảo. Thanh Hồng lui ra một lúc thì một đại hán mang cặp song câu bước vào vòng tay. Chẳng hay đại công tử đòi tiểu nhân có chuyện chi. Lý Bá là một trong tứ hổ tướng của Lý Gia Trang, 4 người này bình thường luôn luôn theo sát bên người Lý Quang Chí gần như 4 tên đồ đệ, 3 người nữa là Lý Nghiệp, Lý Thiên, Lý Thu. Chính 4 tên, Nghiệp Bá Thiên Thu, này do Lý Quang Chí chọn đặt cho 4 tên tùy tùng thân tín, bấy nhiêu đó cũng đủ thấy cao vọng của ông ta. Cũng chính vì cái tên này mà nhiều người trong giang hồ đã gọi Lý Gia Trang là Thiên Thu Trang Viện. Lý Duy Năng gọi Lý Bá đứng xích lại gần căn dặn. Bắt đầu từ giờ phút này, phía thư phòng đều do tứ hổ tướng của các ngươi đảm trách canh phòng cẩn mật, nếu chưa có lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được phép vào, biết không? Lý Bá cúi đầu. Vâng, thuộc hạ xin tuân lệnh. Hắn cúi đầu vòng tay và hấp tấp lui ra. Nghiêm Tú Hiệp thấy thái độ của Lý Duy Năng thì đoán biết rằng hắn từ lâu cũng đã có phần nào nghi ngờ có địch trà trộn trong nhà nhưng có lẽ hắn chưa nắm chắc. Lý Bá lui ra rồi, Lý Duy Năng mới quay lại vòng tay nói với Nghiêm Tú Hiệp. Xin Nghiêm huynh cứ nói tự nhiên. Nghiêm Tú Hiệp nhấp một hớp trà rồi nói bằng một giọng trầm rãi.
Tình hình đến mức nghiêm trọng, xin công tử thứ dung cho tài hạ những điều nói thẳng. Lý Duy Năng gật đầu. Xin Nghiêm huynh cứ nói thật tình. Nghiêm Tú Hiệp nói. Gia Thúc nhận thấy rằng Lý Lão Trang chủ là một vị tiền bối võ công lịch duyệt, bình thời lại rất ít đi ra ngoài, cho nên cơ hội để có người hạ độc là rất ít có, nhưng thực tế bây giờ thì quả là Lão Trang chủ đã bị hạ độc, nhất là trong tình trạng không hay biết để cho người ta đầu độc thứ thuốc độc trầm phát tác, đó là hai sự kiện lạ thường, không phải Ngũ Phượng Môn cho người vào mai phục trong nhà này thì nhất định là có người của Quý Trang đã đầu hàng giặc. Lý Duy Năng đổi sắc, hắn không nói gì mà chỉ gật gật cái đầu. Nghiêm Tú Hiệp nói tiếp. Điểm thứ hai mà Gia Thúc khả nghi là Trang chủ bình thời ít đi đâu, nhất là khi biết mình bị ngộ độc thì tất nhiên rất nhiều người canh phòng cẩn mật bên mình, cho dù có tên giặc nào mà vào được nhà này cũng không thể làm cái chuyện tráo đổi. Trang chủ đã đề phòng như thế, tráo đổi để mang ra khỏi gia trang là một chuyện không thể làm được. Lý Duy Năng cau mặt. Nhưng chuyện cháo người và chuyện khi tài hạ phát hiện ở Bạch Vân Quan lại là chuyện thật hiển nhiên. Nghiêm Tú Hiệp nói. Gia Thúc nhận rằng nếu Lão Trang chủ đã không thể bị người đánh cháo mang đi dễ dàng như thế, cho nên nhận rằng người đến nằm dưỡng bệnh tại Bạch Vân Quan nhất định là Lão Trang chủ thật. Lý Duy Năng nhướng mắt. Nhưng chính tiểu đệ lần mặt nạ của tên giả mạo thấy rõ ràng không phải là gia phủ. Nghiêm Tú Hiệp nói. Đó là một âm mưu vô cùng chu đáo, vì bọn Ngũ Phượng Môn đã muốn nắm hết tứ đại thế gia võ lâm thì không thể nào không tìm bắt Lão Trang chủ. Lý Duy Năng càng thắc mắc. Như thế thì bằng cách nào mà chúng bắt được gia phủ mang đi? Nghiêm Tú Hiệp nói. Cứ theo Gia Thúc suy đoán thì chính tay Lý Công Tử đã thân tự đưa Lão Trang chủ đi theo bọn Ngũ Phượng Môn. Lý Duy Năng tái mặt. Nghiêm Tú Hiệp tươi cười nói tiếp. Căn cứ theo sự việc đầu tiên thì Quý Trang rất có thể đã bị kẻ địch kiềm phục lâu rồi, chúng đã thừa cơ dùng thuốc ngầm hạ độc Lão Trang chủ từ trước rồi mới dám giả một chiếc mặt nạ theo đúng mặt thật của Trang chủ, vì thế cho nên khi công tử gỡ chiếc mặt nạ ấy ra trông thấy không phải là Lão Trang chủ vì chúng đã dị dung. Và chính vì thế mà công tử đã để cho bọn chúng mang đi. Lý Duy Năng dầm chân nghiến răng. Như vậy thì tiểu đệ quả đã trúng độc kế của chúng rồi. Ngưng một giây, Lý Duy Năng tặc lưỡi. Thôi rồi tiểu đệ nhớ ra rồi. Nhất định cái người mà chúng trao trả cho tiểu đệ không phải là gia phủ. Vừa nói Lý Duy Năng vừa định quay người vào trong. Nghiêm Tú Hiệp lật đật ngăn lại. Xin Lý Công Tử không nên nóng nảy, những lời của Gia Thúc mới chỉ phỏng đoán thế thôi, chứ thật tình sự việc như thế nào thì vẫn không dám chắc lắm vì chưa có bằng chứng nào xác thực. Nhớ lại những lời lẽ nói với mình vừa rồi khi bàn tới việc đầu hàng Ngũ Phượng Môn, quả thật không giống khẩu khí bình thời của cha mình, Lý Duy Năng càng nổi nóng. Không được, đối với bọn này thì phải vạch mặt chúng ra. Nghiêm Tú Hiệp nói. Xin công tử cố dằn, chỉ có thế mới điều tra đích xác. Lý Duy Năng nói. Chẳng hay Nghiêm huynh có ý như thế nào. Chỉ vì cô tiên sinh, Nghiêm Tú Hiệp cười nói. Gia Thúc vì chuyện ấy nên mới cho tiểu đệ thỉnh tiên sinh đây đến trợ giúp chúng ta. Lý Duy Năng có vẻ nghi ngờ. Vì tiên sinh đây không phải thật là thầy thuốc đó chứ. Nghiêm Tú Hiệp nói. Chẳng những tinh thông về y dược mà tiên sinh đây còn thông biết về thuật dị dung. Vuốt vuốt chùm râu bạc, cô tiên sinh mỉm cười. Nghiêm Thiếu Hiệp quá khen, thực sự thì lão phu cũng có biết qua loa có thể phân biệt được người giả hay người thật. Và đúng ra thuật dị dung cũng do từ y thuật, nhưng vì người trong giới giang hồ làm dụng, nên bây giờ thì cách dùng của nó cũng biến hóa khá nhiều. Không còn tâm tình đâu để nghe về y lý. Lý Duy Năng xoa xoa tay. Cổ lão tiên sinh đã thông về thuật dị dung, tự nhiên có thể thấy biết giả chân, vậy tiểu đệ xin thỉnh nhị vị vào chỗ gia phụ đang nằm. Nghiêm Tú Hiệp nói. Mọi việc đều phải từ từ, xin công tử không nên quá nóng nảy, bây giờ lão trang chủ thật hay là giả thì vẫn chưa rõ lắm, vậy công tử hãy bình tĩnh để mình tìm kế vẹn toàn. Lý Duy Năng nói. Bây giờ thì lòng tiểu đệ đã bấn loạn cả rồi, mong Nghiêm huynh hãy giúp cho.
Bình thời là một con người tự phụ nhưng đến khi gặp chuyện nằm ngoài mức tưởng tượng như thế này quả thật lòng của Lý Duy Năng đã rối lên. Nghiêm Tú Hiệp nói. Trong lúc tôi sắp sửa ra đi, Gia Thúc đã nghĩ ra được mấy cách cho nên đã cho dàn trình bày thật kỹ để mình thu xếp cho ổn thỏa. Luôn luôn cứ bảo là ý kiến của Nghiêm Hữu Tam là chính vì đã biết tính tình ngạo mạn của Lý Duy Năng, Nghiêm Tú Hiệp không bao giờ dám nói là ý kiến của mình, mặc dầu khi đến đây không phải hoàn toàn đều có thể thực hành những lời ước trước Hồng Điểm phán quan, mà còn phải tùy cơ ứng biến. Nghe nói có sẵn phòng kế sách, Lý Duy Năng mừng rỡ. Nghiêm lão bá là người từng trải, nhất định là phải có kế hay, xin Nghiêm huynh hãy nói rõ cho biết. Nghiêm Tú Hiệp nói. Mấy kế dự phòng của Gia Thúc đều nhắm vào việc làm cho rõ giả chân về lão trang chủ, nhưng cần phải sau khi cổ lão tiên sinh xem qua lão trang chủ rồi mới quyết định được. Hắn ngừng lại và vụt hỏi. Tài hạ có điều muốn hỏi công tử, chẳng hay quý trang có vị nào có dáng giống lão trang chủ hay không? Lý Duy Năng không hiểu Nghiêm Tú Hiệp hỏi như thế là có ý chi nên hắn hơi sửng sốt. Gia phù vốn con người có vóc dáng trung bình, không có một đặc điểm nào khác người cả, chẳng hay Nghiêm huynh hỏi thế là có ý gì? Nghiêm Tú Hiệp nói. Công tử cứ nghĩ thử xem trong quý trang có người nào giống lão trang chủ hay không? Lý Duy Năng nói ngay. Phó tổng quản của Tề Trang là người có vóc dáng trung bình rất giống với vóc dáng của gia phù. Nghiêm Tú Hiệp lại hỏi. Chẳng hay con người của Dương phó tổng quản ra sao? Lý Duy Năng nói. Yên Sơn Song Kiệt suốt 20 năm nay luôn luôn kề cận bên mình gia phù xem họ như cánh tay phải tay trái, họ gần như là hai hộ vệ không thiếu trong bất cứ trường hợp nào. Nửa năm trước đây Diệp tổng quản bị phục kích chết, tiếp theo là gia phù gặp tai nạn mà tiểu đệ thì tuổi còn quá nhỏ, công việc trong Tề Trang không người quán xuyến, vì thế mới đưa Khang Dương nhị vị đảm nhiệm chức vụ chính phó tổng quản cho đến bây giờ. Nghiêm Tú Hiệp gật đầu. Như thế là được rồi, tài hạ chỉ cần biết con người của Dương phó quản như thế nào là được rồi. Lý Duy Năng nhướng mắt. Nghiêm huynh. Nghiêm Tú Hiệp mỉm cười kề vai nói nhỏ với Lý Duy Năng một lát, Lý Duy Năng chớp mắt gần gù tỏ vẻ vui mừng. Nghiêm lão bá quả thật cao kiến, tiểu đệ xin hoàn toàn tuân theo kế hoạch. Nói xong hắn đứng dậy đi ra cửa phòng gọi lớn. Thanh Hồng, hãy cho vời chính, phó chư vị tổng quản đến cho. Thanh Hồng vâng dạ, và một lúc sau Khang Văn Huy và Dương Sĩ Kiệt bước vào. Lý Duy Năng đứng lên giới thiệu Yến Sơn Song Hiệp và hai người của Nghiêm Tú Hiệp. Kế đó Lý Duy Năng bèn thuật lại chuyện âm mưu của Ngũ Phượng Môn cho hai người của họ Dương biết. Yến Sơn Song Hiệp vừa kinh hoàng vừa căm tức. Khang Văn Huy nói. Huynh đệ đã từng nói chuyện này trước với Đại Công Tử rồi, tài hạ biết bọn Ngũ Phượng Môn tàn ác lắm, không thể tin theo lời chúng được. Lý Duy Năng ngượng ngập. Thật ra cũng chỉ vì nóng lòng vì gia phù nên nhất thời tiểu đệ hồ đồ. Khang Văn Huy nói. Chưa gặp chuyện khó khăn thì không ai có thể lường trước được chuyện gì xảy ra. Hôm nay cũng may mà Nghiêm Đại Hiệp đã cho Nghiêm Thiếu Hiệp đến đây. Chẳng hay Đại Công Tử đã có dự định kế hoạch gì chưa? Dương Sĩ Kiện nổi nóng. Còn bàn chi nữa, cứ bắt tên ấy mà lột mặt nạ hắn ra rồi giết phứt cho rồi. Khang Văn Huy vội nói. Dương nhị đệ không nên nói như thế, Nghiêm Đại Hiệp đã cho Nghiêm Thiếu Hiệp đến đây tất là đã có nhiều kế hoạch. Lý Duy Năng cười. Khang Tổng Quản nói đúng, sở dĩ huynh đệ thỉnh nhị vị đến đây là cốt để thương lượng bề chuyện ấy. Tiếp theo nghiêng tai nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe, Dương Sĩ Kiệt có vẻ tán thành. Diệu kế, quả đúng là diệu kế, chúng ta cứ y như thế mà tiến hành. Là con người tương đối thâm trầm hơn, Khang Văn Huy ngẫm nghĩ rồi mới gật đầu. Tự nhiên đó là diệu kế, nhưng có điều cần phải chú ý là hậu quả. Thật lão trang chủ hiện tại đúng là người của chúng, giả dạng thì lão trang chủ thật lại đang ở trong bàn tay của chúng, chuyện ấy thật là hệ trọng, chúng ta cần phải có biện pháp thích ứng mới có thể tránh được những điều đáng tiếc xảy ra. Lý Duy Năng cúi đầu suy nghĩ. Nghiêm Tú Hiệp nói.
Lão trang chủ tuy đang ở trong tay kẻ địch nhưng mục đích của chúng là uy hiếp đại công tử, chỉ khi nào Bắc Lý hoàn toàn dưới bàn tay khống chế của chúng, còn không chúng nhất định chưa làm hại lão trang chủ đâu. Khang Văn Huy gật đầu. Có lý, chúng quả thật chưa dám hại. Hắn đưa mắt nhìn Nghiêm Tú Hiệp và nói tiếp. Nhưng không biết đối với bọn Ngũ Phượng Môn đã có ý khống chế toàn bộ võ lâm, Nghiêm Đại Hiệp đã có ý gì chưa? Nghiêm Tú Hiệp nói. Bắt đầu khống chế theo âm mưu thì chuyện thứ nhất mà bọn Ngũ Phượng Môn định làm là ngoài việc nắm chặt võ lâm tứ đại thế gia, bọn chúng còn âm mưu khống chế trước tiên hai môn phái Nga Mi và Thiếu Lâm. Gia Thúc đã phái người sang Đông Hứa chuẩn bị tập hợp tứ đại thế gia đồng thời cùng với Tử Trúc Am và Đại Hòa Thượng Giác Minh ra mặt liên lạc triệu tập hai môn phái Thiếu Lâm và Nga Mi cùng đối phó. Hắn mỉm cười và nói tiếp. Tại hạ còn có thể tiết lộ một chuyện để quý vị yên lòng là cứ theo lời của Gia Thúc thì hình như gần đây có một tuyệt đỉnh cao thủ tìm cách đột nhập tổng đàn của Ngũ Phượng Môn, như vậy nhất định về tung tích của lão trang chủ sẽ về tới với chúng ta trong một ngày gần đây. Lý Duy Năng nói. Người ấy do Nghiêm lão bá phái đi à? Nghiêm Tú Hiệp lắc đầu. Chuyện này được xem là một chuyện cơ mật hạng nhất trong toàn bộ kế hoạch chống địch của ta, chính tại hạ cũng không biết rõ, cứ theo Gia Thúc nói thì vị ấy võ công rất cao, cao hơn cả Gia Thúc rất nhiều. Khang Văn Huy chớp mắt ngạc nhiên. Trong giang hồ mà lại có người hơn cả Nghiêm Đại Hiệp thì thật tình tại hạ chưa từng nghe thấy có được mấy người, chẳng hay Nghiêm Thiếu Hiệp có biết vị ấy là ai không? Nghiêm Tú Hiệp lắc đầu. Gia Thúc không có nói mà dường như người cũng không biết. Khang Văn Huy đứng dậy nói. Thời giờ cũng khá cấp bách, xin thỉnh chư vị tiến hành kế hoạch, tại hạ xin cáo từ để lo những chuyện riêng. Lý Duy Năng đứng dậy mời Nghiêm Tú Hiệp cùng Cổ Tiên Sinh theo mình và Dương Sĩ Kiệt vào hậu đường. Qua khỏi sân Lộ Thiên bên sau, Lý Duy Năng dừng lại nói. Xin Dương Phó Tổng Quản thỉnh Nghiêm Thiếu Hiệp và Cổ Tiên Sinh đến đại sảnh ngồi nghỉ, tại hạ vào bẩm với Gia Gia trước đã. Lý Duy Năng đến thang lầu gặp ngay hai tên A Hoàn, chúng lần đật vào bẩm báo. Phu nhân, có đại công tử đến. Tiếng của Trầm Di Nương từ trong vòng ra. Hãy thỉnh đại công tử vào. Lý Duy Năng bước vô thấy Lý Quang Chí đang nằm nhắm mắt, hắn nghiến răng nhưng có dằn, bước lại vòng tay nói với Trầm Di Nương. Xin bái kiến Di Nương. Trầm Di Nương cười cười nói nhỏ. Đại công tử lận đật lên đây, phải chăng có chuyện gì quan trọng xảy ra? Lý Duy Năng hỏi lại. Gia Gia đã ngủ lâu mau rồi. Hai tiếng, Gia Gia, Lý Duy Năng thốt ra thật miễn cưỡng nhưng vì bảo toàn bí mật chưa bị khám phá, hắn cố tâm dằn xuống nhưng dù có dằn cách mấy thì giọng hắn vẫn khác hơn ngày thường. Trầm Di Nương có vẻ vô cùng ngạc nhiên, bà ta lận đật thấp giọng. Lão gia đang ngủ say, chẳng hay có chuyện gì thế đại công tử. Ngay lúc ấy Lý Quang Chí cửa mình. Năng nhi đấy à? Lý Duy Năng bước lại gần. Gia Gia đã tỉnh dậy. Lý Quang Chí hỏi. Có gì không con? Lý Duy Năng nói. Không có chi, vừa rồi từ Thái Bình bảo, Nghiêm lão bá có cho cháu của người là Nghiêm Tú Hiệp đưa một vị y sinh, nghe đâu là một danh y vùng xuyên thiểm. Nghiêm lão bá muốn đưa đến đây để chuẩn mạch cho Gia Gia. Lý Quang Chí cau mặt. Nghiêm Hữu Tam cho người đến đây xem bệnh à. Hừ, hắn mà lo lắng cho ai, con hãy bảo với họ rằng cha đã mạnh rồi không cần khám bệnh. Lý Duy Năng nói. Gia Gia và Nghiêm lão bá vốn là chỗ thâm tình, người đã có lòng mà mình từ chối hẳn như thế sẽ làm mất mặt người chăng? Và lại thật sự thì trong mình Gia Gia cũng đang bị chất độc hoành hành, biết đâu khi xem mạch vị y sinh đó lại có được phương cách chữa trị thì cũng là chuyện tốt. Hình như cảm thấy lỡ lời, Lý Quang Chí lần lần nói chữa. Danh y miền xuyên thiểm mà sao cha lại chẳng biết gì cả. Luôn cả Thanh Phong đạo trưởng mà còn bó tay huống chi đối với thầy thuốc tầm thường. Thôi được rồi, con hãy cho người dâng lộ phí và nói rằng cha đã khỏi bị phiền toái. Lý Duy Năng cố dằn cơn tức giận, hắn nói nhỏ nhẹ.
Nghiêm lão bá đã có lòng cho người muôn dặm đường xa tới đây dù gì cũng là một thình tình, nếu chúng ta một mực từ chối thì dù có dâng bao nhiêu lộ phí cũng là chuyện hết sức mất lòng, theo con thấy thì chuyện họ vào đây xem mạch cho ra ra là chuyện có lợi chứ không có hại. Xin ra ra hãy để cho họ xem thử có sao, vì con đã mời họ ngồi chờ ở dưới kia rồi. Trầm Di Nương nói xen vào. Lão gia thật kỳ khôi, người ta đã có lòng như thế thì tại sao lại đi từ chối? Lý Quang Chí khẽ liếc Trầm Di Nương rồi gật đầu. Cũng được, hài tử, vậy con hãy mời họ vào đây. Lý Duy Năng mím miệng chạy nhanh ra ngoài, một lát sau hắn đưa Nghiêm Tú Hiệp và Cổ Thiên Khải bước vào. Tiếp theo là Phó Tổng Quản Dương Sĩ Kiệt. Trầm Di Nương cứ gật đầu chào chứ không chịu tránh đi vào trong. Nghiêm Tú Hiệp bước tới giường khẽ nghiêng mình. Tiểu điệt kính bái Lý lão bá và xin trao lời gia thúc viếng thăm. Lý Quang Chí hé mắt nhìn Nghiêm Tú Hiệp và nói bằng giọng yếu ớt. Không dám, lệnh điệt của Nghiêm huynh đấy à. Lão phu không thể ngồi dậy xin cam thất lễ. Nghiêm Tú Hiệp nói. 5 năm về trước cháu có theo gia thúc đến đây và được tham kiến lão bá. Lý Quang Chí à luôn 2 tiếng. Đúng rồi nhưng Nghiêm lão đại xem ra cũng không khác gì trước cho mấy, chỉ có lão phu. Lão phu thì thay đổi thật nhiều. Nghiêm Tú Hiệp cười thầm. Xin lỗi, ngài đã hố rồi đấy nghe kẻ này đâu đã gặp ngài. Thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn cung cung kính kính. Vâng, lão bá có phần kém quắc thước hơn trước đôi chút chứ cũng không thay đổi gì mấy. Hắn hơi ngưng lại rồi vòng tay nói tiếp. Gia thúc nghe lão bá không khỏe mấy lúc này nhưng vì chưa tìm được thầy hay nên mãi đến nay mới cho tiểu điệt đến. Đáng lý ra gia thúc thân tự đến đây nhưng vì gia thúc có nhiều điều quan trọng đành phải cho tiểu điệt đưa Cổ tiên sinh, vốn là một lương y nổi tiếng ở vùng xuyên thiểm khám bệnh cho lão bá. Gia thúc nhận định là biết đâu vì tấm lòng thành của gia thúc và với tài y dược của Cổ tiên sinh mà lão bá thoát được chứng nan y. Cổ Thiên Khải bước tới vòng tay. Nghiêm Thiếu Hiệp đã nói quá lời rồi, thật ra lão phu chẳng qua biết đôi chút về y dược, chỉ mong nhờ ơn trên phù hộ và hồng phúc của lão trang chủ mà bốc được thuốc hay. Lý Quang Chí bảo Trầm Di Nương đỡ ngồi dựa bên chồng, vừa thở vừa nói. Cổ tiên sinh không ngại đường xa đến đây, lão phu thật nhiều thất lễ. Cổ Thiên Khải lận đật khoát tay. Xin lão trang chủ nằm nghỉ tự nhiên để lão xem sơ qua mạch. Lý Duy Năng nhắc một chiếc ghế đem lại đặt kế bên giường mời Cổ Thiên Khải. Ngồi yên nơi ghế Cổ Thiên Khải dùng 3 ngón tay ấn mạch rồi nghe thật chậm và chăm chỉ, mãi đến khi xong cả 2 bên, lão ngẩng mặt nói với Lý Duy Năng. Lão trang chủ là người nội công thâm hậu tự nhiên khác với người thường, cứ theo mạch đi mà suy đoán thì huyết khí bị ngưng trệ vì một thứ độc chất thâm nhập khá lâu nên lục mạch đều biến loạn. Lý Duy Năng nói. Vâng, Cổ tiên sinh nói đúng, quả gia phụ bị nhiễm độc lâu rồi, nhưng chẳng hay Cổ tiên sinh có thể chữa được chăng? Cổ Thiên Khải trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Chỉ được hay không thì phải qua sau khi phóng châm rồi mới quả quyết. Lý Duy Năng chưa kịp nói thì Trầm Di Nương đã xen vào. Nhưng tiên sinh có chắc chỉ được không đã chứ? Cổ Thiên Khải cười dễ dãi. Đối với một chứng bệnh lạ như thế này, trước khi bắt tay vào chữa thử lần đầu, không có một vị thầy thuốc có lương tâm nào dám có lời tiên đoán, nhưng theo lão phu thì vẫn có thể dứt khoát được với phu nhân sau khi phóng kim châm. Lý Duy Năng nói nhanh. Vâng, xin Cổ tiên sinh cứ phóng châm thử khí độc trước rồi hãy tính chuyện chữa trị về thuốc sau. Cổ Thiên Khải mở cháp ra lấy hộp kim sắc vàng óng ánh và nhìn ra cửa khẽ nói. Phóng châm điều tối kỵ là gió, vậy xin đại công tử hãy đóng cửa lại. Lý Duy Năng thân tử ra khép cửa. Cổ Thiên Khải lại nhìn Trầm Di Nương nói. Điều kiện thứ hai là có đàn bà, điều này xin phu nhân vì cơn bệnh của lão trang chủ mà lượng thứ cho lời đường đột. Trầm Di Nương đổi sắc. Lão nhân gia chúng tôi bình thời vẫn phải có người người săn sóc nâng đỡ cho nên tiền thiếp không dám rời khỏi nơi đây. Giọng nói tuy nhỏ nhưng cách điều thật dịu dàng và khi thái luôn luôn làm cho người đối diện phải lung lay. Cổ Thiên Khải mỉm cười.
Giá như không phải là điều tối kỵ thì lão phu không dám phiền đến phu nhân, nhưng đây là chuyện quan hệ cho y chỉ nên lão phu xin phu nhân chịu phiền bước ra ngoài. Lý Duy Năng nói liền theo. Cổ tiên sinh đã nói thế, xin Di Nương hãy lui ra, vả lại nơi đây còn có hài tử và Dương phó tổng quản thì nếu cần nâng đỡ ra ra cũng không có chi trở ngại. Trầm Di Nương nhìn về phía Lý Quang Chí và khẽ gật đầu. Cũng được, nhưng chẳng hay thời gian phóng châm có lâu không nhỉ? Vừa thận trọng lau từng mũi kim vàng, Cổ Thiên Khải trả lời. Có lẽ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ chứ cũng không lâu lắm. Như có vẻ không được yên lòng nhưng cuối cùng Trầm Di Nương cũng vẫn phải lui ra. Ngạo Kiếm 3D, tinh hoa kiếm hiệp thượng thừa, tải ngay trên App Store và Google Play.